Hôm nay của chúng ta là buổi 16 rồi ạ. Tới thứ hai là hết hả? Dạ. Vừa mới học mới đây, phải không ạ? Rất là biết ơn các anh chị. Chúng ta đã cùng hiện diện và đồng hành trong lộ trình thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui K32. Và ngày hôm nay thì Kiên cũng rất là biết ơn thầy, biết ơn thầy giáo Nhật Anh, biết ơn các thầy cô trong tổ chức đào tạo WIT cho Kiên cơ hội được đồng hành với các anh chị trong những cái học phần tiếp theo của lộ trình. Dạ. Và thời gian đầu giờ chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu những bài học tâm đắc ngộ ra cả nhà. Kiên xin phép sẽ xem màn hình. Dạ, rất là biết ơn các anh chị. Những ngày qua thì chúng ta đã được nhận rất nhiều những tri thức, rất là nhiều những bài học rất là quý giá từ thầy giáo Nhật Anh, phải không các anh chị? Các anh chị có những bài học, có những điều tâm đắc ngộ ra thì Kiên xin mời các anh chị chúng ta raise hand và chia sẻ cùng với cả nhà nhé, cả nhà. Dạ, xin mời cả nhà. Xin chào cô Thúy Nga. Cô Thúy Nga, hôm nay cô lên chia sẻ hay là cô muốn hát cho mọi người nghe ạ? À? Dạ, rất là biết ơn thầy Chí Kiên gọi tên em. Dạ, em xin phép chút tới giờ mà giải trí á, cái thầy Chí Kiên cho em cống hiến bài trân trọng biết ơn. Chính thầy Chí Kiên chia sẻ mà em tâm đắc hồi khóa 31 vừa rồi. Dạ. Dạ, biết ơn cô Nga. Biết ơn Dạ. cô. Lát nữa chúng ta gặp lại đâu đó khoảng giờ mình mở nhạc ạ. Dạ. Dạ. Tới Dạ. giờ giải trí. Cô Nga xin được góp vui. Biết ơn cô Nga. Dạ. Có anh chị hỏi là nguồn gốc của từ ní phải không ạ? Từ ní thực ra là gốc là ở tiếng miền Tây. Các anh chị có thể tìm hiểu gốc là từ tiếng miền Tây để chỉ những người đồng trang lứa ấy cả nhà. Để chỉ những người đồng trang lứa. Và trong cộng đồng của chúng ta, khi mà chúng ta bước vào trong cộng đồng thì chúng ta gọi là gì ạ? Mãi mãi tuổi 20, tất cả chúng ta vô đây là cùng nhau tuổi 20 hết. Nên là gọi nhau cái từ như là từ ní ấy. Có cái tạo cái cảm giác của những người đồng ngôn, những người đồng cái trang lứa với nhau cùng cái tuổi 20 thanh xuân. Tuổi là tuổi của nội tâm ấy cả nhà. Chúng ta gọi ní là gọi cái mối quan hệ của chúng ta, những người đồng ngôn về ngôn ngữ nội tâm. Có thể chúng ta đến từ các vùng miền, các quốc gia khác nhau, chúng ta đang sinh sống ở những cái địa điểm khác nhau. Nhưng mà chúng ta bước vô đây thì chúng ta cùng hướng tới là chúng ta đồng cái ngôn ngữ nội tâm và cùng cái tuổi 20, tuổi của nội tâm. Thanh xuân ấy cả nhà, thì gọi nhau bằng ní. Biết ơn các anh chị. Dạ, Kim xin mời chị Kim Vân. Từ của tiếng Hoa nỉ hậu là những người Hoa thầy, những người Hoa ta hay dùng Dạ. chi chữ nín. Dạ. Mà hôm đó em có nghe chia sẻ là không biết ai chia sẻ là ở dưới vùng Cà Mau á, là người Hoa sống nhiều á, là ta hay dùng từ ní ní nhau, thành ra là cái từ ní nó đem ra phổ biến luôn á, phải không thầy? Dạ. Cũng có thể là nguồn gốc đến từ những cái như chị chia sẻ. Em cũng chưa nghiên cứu nữa, nhưng mà đây là một cái từ mà thầy cũng rất là dụng tâm để cho cộng đồng, trong các anh chị trong cộng đồng á, học tập cái mình có cái gọi nhau, có cái tên gọi riêng. Dạ. Chị Kim Vân có chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra với cả nhà không ạ? Hồi nãy em chia sẻ rồi thầy. À dạ, Kim vẫn thấy chị Ray Hen á. Biết ơn chị Kim Vân. Em biết ơn thầy, em biết ơn cả nhà. Dạ. Có chị Lu Lu gì đó, nãy Lu Lu gì. Dạ. Chị Thấy Ray Hen. chị Lưu ơi, Kiên thấy chị Lưu có Ray Hen á, nhưng mà mới thấy chị hạ tay xuống thì không biết là chị có mong muốn giao lưu bài học tâm đắc ngộ ra hôm nay ạ. À? Dạ, xin mời chị Lưu ạ. Dạ. Em chào thầy, chào cả nhà mình ạ. Dạ. Em trân trọng biết ơn thầy đã gọi tên em và biết ơn cả nhà đã cho em phát biểu. Thì em rất là tâm đắc cái bảy bố thí quan trọng của đời người ở trong bài học của Vít ạ. Dạ. Thì theo như các thầy cô đã chỉ điểm là
Mình muốn có được thịnh vượng, được bảy sự giàu toàn diện thì mình hãy cho đi bằng bảy bố thí ạ. Dạ, và không nhất thiết là mình phải có tiền bạc, mình phải có vật chất mình mới bố thí được, mà mình có thể dùng bảy bố thí đó để tạo phước báu cho mình ạ. Thì em vô cùng tâm đắc và em thấy là mình cứ áp dụng thì dần dần thấy cuộc sống nó sẽ vui hơn rất là nhiều ạ. Dạ. Ví dụ như mình đến một cái chỗ đông mà toàn những người xa lạ thôi, nhưng mà mình chỉ cần là nhan thí thôi ạ. Mình mỉm cười và gật đầu chào mọi người thì tự nhiên thấy cái mọi người xung quanh rất là thiện cảm với mình và mình có thể giao lưu rất là dễ. Dạ. Và ngoài ra thì mình có thể là gặp một em bé đi ở dọc đường chẳng hạn, thì mình có thể là dắt em vào lề đường này, rồi gọi cho người thân của em hoặc là giúp đưa những bà cụ già qua đường chẳng hạn. Thì em vô cùng biết ơn kiến thức của mình đã cho em một cái cơ hội để được trao đi ạ, để đạt đến bảy sự giàu toàn diện. Thì vô cùng biết cơ ơn và trân trọng cái tri thức của quýt, cho nên là em lên chia sẻ để cả nhà chúc vui giùm em ạ. Em cảm ơn thầy và cảm ơn cả nhà. Dạ, biết ơn chị Lưu. Cả nhà mình chắc là trong quá trình cuộc sống của chúng ta có một cái từ khóa mà có lẽ là cả nhà mình cũng nghe thấy rất nhiều đúng không ạ? Cả nhà mình, chúng ta từng nói rất nhiều về cái sự may mắn. Chúng ta có một cái điều nào đó như ý đến với cuộc sống của chúng ta theo một cái cách nào đó cũng tương đối là bất ngờ thì chúng ta thường gọi đó là may mắn. Phải không ạ? Thế thì có bao giờ các anh chị đặt ra một nghi vấn là may mắn của con người đến từ đâu không ạ? Cả nhà. Dạ, Có thầy gợi ý cho nên là em nhớ ra, thầy cho em xin phép được chia sẻ được không ạ? không? Dạ, xin mời chị. Dạ, đúng như thầy nói ạ, là may mắn là do một phần lớn là mình tự tạo ra thầy ạ. Dạ, em thì em đã có cái hiện thực như vậy rồi ạ. Ví dụ như là em đi ra đường mà em thấy bất cứ một người nào đó mà đi bộ dọc đường mà có mũ thì thường là em dừng lại là em xin chở dùm một đoạn ạ, bởi vì em biết là những cái lớn lao khác thì mình chưa tạo phước được, nhưng cái đó là trong phạm vi của mình có thể tạo được thì em thường như vậy. Ít khi nào mà em đi xe không mà dọc đường mà gặp người có mũ mà em lại không chở, hoặc là em thấy những cái bạn thanh niên mà đi dọc đường mà dừng dừng xe dắt xe mà xe lại không lủng lốp á, thì em biết là các bạn thường là đi chơi quá đà là không còn cả tiền mà đổ xăng á, thì em hay ghé xong là em nói là xe không lủng mà sao lại dắt vậy cháu, thì các bạn ấy thường nói là cháu hết tiền, cháu hết xăng cô ạ. Thì em thường đi mua cho các bạn một ít xăng để đổ để các bạn đi. Và có một lần thì em cũng đi làm về muộn và trời mưa nữa, thì em cũng sơ ý cho nên là em không quên không đổ xăng, và em đường thì dốc mà lại dài, em đang thì đẩy xe rất là cực, thì em thấy có một bạn thanh niên là tạt đến rồi hỏi em là ủa cô ơi sao dắt xe vậy, cậu cô lỡ quên không đổ xăng cho nên là hết xăng con ạ. Thì bạn ấy chạy vèo đi, thì em rất là buồn, em nghĩ trời ơi nó hỏi mình tưởng đâu nó giúp mình chút chứ lại giữa dốc dài như này mà nó hỏi rồi nó đi luôn. Thế là thầy và cả nhà có biết không, một xíu xíu sau thôi là thấy bạn chạy quay veo trở lại, bạn ấy chạy đi mua xăng và đến đổ vào cho em, xong rồi nổ máy cho em, xong bạn mới đi. Thì thực sự là trong cuộc sống chỉ sợ là mình chưa có điều kiện để cho đi thôi, và cho đi thì nhận lại nhiều hơn rất là nhiều ạ, vô cùng tâm đắc luôn. Em xin hết ạ. Bên đơn hiện thực của chị Lưu ấm áp quá ha cả nhà. Thì có rất nhiều quan điểm về việc là bí mật của may mắn là đến từ đâu. Con người may mắn thì hầu như từ xưa đến giờ mình nói là ồ mình may mắn quá. Nhưng mà làm sao để mình có thể chủ động mình kiến tạo được may mắn trong cuộc sống của mình? Thì xưa đó giờ các anh chị cũng có thể thấy rằng là nhắc đến may mắn là một cái gì đó mà con người cảm giác là sao ạ?
hầu như chắc là rất là hãn hữu mới có được trong cuộc sống, mà rõ ràng là ai trong chúng ta cũng cũng có, chắc hẳn là trong cuộc sống ai cũng có may mắn phải không ạ? Thì có rất nhiều quan điểm về việc là một người làm sao để mà có được may mắn hay là cái bí mật của may mắn, nhưng mà khi chúng ta học đối với tri thức của nội tâm thì trong học phần về bảy bố thí quan trọng đời người mà chị Lưu Phạm vừa mới chia sẻ với cả nhà, thì chúng ta biết được rằng là may mắn của con người là do một người nào đó họ may mắn là do họ có phước báu, có phải không ạ? Một người có phước thì sẽ tương ứng là cuộc sống sẽ gặp nhiều điều may mắn. Một người có phước báu về sức khỏe thì sẽ gặp được những cái điều may mắn trong sức khỏe. Một người có phước báu về tài chính thì thuận lợi trong kinh doanh làm ăn. Một người có phước báu ở trong hôn nhân gia đình, con cái thì trong gia đình thì đơn giản để có cái cuộc sống gọi là như ý, hòa thuận. Giống như là ngày xưa các cụ nói rằng là nếu mà nhà ngày xưa mà nhiều con đông cháu thì gọi là nhà có phúc phải không ạ? Phúc hay là phước thì là ngôn ngữ chúng ta là dùng chung một cái ý nghĩa. Thì bí mật của may mắn là đến từ việc là phước báo, hay nói cách khác là phúc, phúc đức. Thế thì trong lộ trình của chúng ta cũng được các thầy cô chuyển giao tri thức để chúng ta làm sao có thể rất đơn giản để mỗi một ngày chúng ta tích tạo được công đức, phước đức. Để từ đó thì cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên đủ đầy hơn, thuận lợi hơn, hanh thông, may mắn. Thì chúng ta có bảy bố thí quan trọng đời người phải không anh chị? Đây là một tri thức vô cùng đơn giản nhưng lại rất là trọng điểm để chuyển hóa cuộc đời con người. Bảy bố thí. Biết ơn chị Lưu đã gợi nhớ một tri thức rất là đáng quý trong lộ trình của chúng ta. Dạ. Cảm ơn thầy, em xin phép hạ tay ạ. Dạ, biết ơn chị. Kim xin mời chị Len phải không ạ? Chị Len Phan. Dạ, xin mời chị. Alo, thầy ơi, thầy nghe em nói chưa? Dạ, em nghe được á chị, nghe tốt Dạ. rồi. Em xin chào thầy. Dạ, chào Biết ơn chị. thầy đã gọi tên em và em xin chào cả nhà mình trong cái buổi học tối hôm nay. Thì qua cái quá trình mà được cái may mắn và cái phước báo thì em cũng đã nhận được một cái phước báo như thế này, em kể cho cả thầy và cả nhà cùng nghe. Thì khoảng là mười mấy năm vừa qua thì em có đi làm một cái giấy tờ xe, cặp vẹt xe đó. Thì khi mình làm thì từ nhà em mà đi tới tỉnh làm thì là 63 cây số. Khi mình đi tới đó mình làm xong rồi là khoảng 4 giờ chiều em đi về thì mình cũng là gấp từ từ ở tỉnh mà mình về tới nhà thì lại là cỡ 6 giờ mới tới nhà, cho nên tranh thủ khi đó em mới bỏ cái cạc quẹt vào cái ví thì không may nó rơi ra ngoài mà em không có hay. Thì kế tiếp đó cái bạn đó đậu chiếc xe gần mình, bạn cũng làm sau mình một hai cái số đó, thì bạn ra bạn nhặt được, bạn nhặt được thì bạn nhìn được cái tên và bạn nhìn được cái địa chỉ. Thì từ Kiên Giang mà về tới cái địa chỉ nhà em ở là 63 đến 65 cây. Thì trong cái thời gian đó bạn chạy luôn, bạn chạy tới nhà em, bạn bạn tìm nhà mà lúc lúc thì khoảng 7 giờ hơn như vậy thì cả nhà đi đóng cửa hết rồi. Thì bạn không tìm được cái bạn mới đi ra những cái quầy mà bán chợ đêm á thầy. Rồi bạn hỏi cái tên này, à, có biết cái tên cô lén này là nhà ở đâu không, thì mọi người đều biết em, thì chỉ vào một lần nữa. Thì bạn nói hồi nãy bạn có vào một vòng rồi mà không có thấy, cái khi đi đi tới đây thì mới có một cái nhà này đang mở cửa, mới hỏi thăm thì cái nhà cận kề mới kêu, à mới kêu xong cái hỏi cô ơi cô có mắc cái cạc quẹt không, mới bảo là không cưng, mình mới đi làm giấy tờ hồi chiều. Nói dạ đúng rồi, mà cô phải tên Phan Thị Lén không? Dạ đúng rồi. Thì bạn mới bảo là con nhà ở ngay chỗ công an, ở chỗ làm vé xe giấy xe á cô ạ. À, thì con vào em vào em xem thì lại là không có cặp quẹt đó. Tới khi mà xuống á gặp bạn thì trên lầu mà vừa đi xuống gặp bạn mới là cảm ơn bạn rồi mới trả cái phí mà để cho bạn đi về, thì bạn chỉ nhận có một chút thôi, bạn không lấy hết cái phí mà mình đưa. Thì đó, cái khúc đó là em mới thấy là mình có phước lắm, mình mới được một cái người mà từ 63 cây số mà bạn nói có tình cảm, bạn rất dễ thương. Cô biết không, gần Tết rồi, rồi con sợ đây rồi, cái chủ xe này nè nếu mà không có cặp quẹt thì Tết thì có xe cũng như không có, rồi đâu có dám đi đâu đâu. Rồi trong cái thời gian Tết nó con phải đi về Sài Gòn, con không có thể nào con gặp cái chủ xe này được, con trả thôi, rồi sẵn tiện thì con đi xuống dưới này con trả cho cô luôn. Thì trong cái lúc đó bạn quay về là em gửi tiền cho bạn nhiều, bạn không có nhận, bạn chỉ nhận đủ cái tiền xăng để bạn đổ bạn đi về thôi.
Đó là em nhận, em thấy được là cái phước báo của mình lúc đó mình đã nhận được rồi. Rồi cái may mắn và cái phước báo mình đã có, nhưng mà lúc trước thì mình làm cái gì thì mình cũng đã cảm nhận được. Khi mình nhận được rồi mình mới thấy là quý. Đó là em có một cái câu chuyện như vậy đó, em kể cho thầy nghe là cái phước báo của mình đã nhận và đã được. Khi mà mình thấy cái may mắn thì nó đã đúng rồi, nhưng mà trước kia mình phải có làm cái gì rồi mình mới nhận được cái phước hiện tại. Đó. Rồi em cảm ơn thầy đã lắng nghe và cả nhà mình cùng nghe. Dạ, biết ơn chị. Vậy là chị lén hay là chị len à? Dạ chị lén. À dạ, chị Phan lén đúng không Dạ đúng rồi. ạ? Dạ. Biết ơn câu chuyện của chị. Dạ em cũng có mà nói với thầy với cả nhà em học á, em nhận được nhưng mà em không có chia sẻ được và em cũng không có gọi tên được, thì cũng là nói với thầy với cả nhà mình chứa đựng và giữ hình cho em để em có cái thù đắc cái học tập của em. Học thì siêng lắm nhưng mà kiểu như nhận để mà chia sẻ như mọi người thì em không có nói được mà cũng không có gọi được tên, thì xin thầy và cả nhà giữ hình cho em đấy nhé. Dạ em xin cảm ơn. Nhưng mà học vậy mới đúng bài ấy chị Lén. Học Dạ vậy thì thầy mình có nói là học như vậy là học đúng bài. yeah. Học mà quên hết trơn, không có nhớ gì hết. Nhưng mà tới khi đụng chuyện á, thì mình lại biết Dạ. sao phù hợp. Tới khi Dạ đụng chuyện thì lúc đó mình mới khui ra, mình mới xài. Thì đúng. như vậy được gọi là học đúng bài ạ. Dạ. Dạ em biết ơn thầy. Dạ. Còn cho đến khi nào mà chị thực sự có mong muốn là sẽ chia sẻ những điều này với những người xung quanh, thì lúc này chị mới bắt đầu nhớ. Dạ. Còn nếu mà mình học tập mà mình muốn là ứng dụng trong cuộc sống của mình thì mình sẽ không nhớ đâu. Nên các anh chị, nếu mà ai đó các anh chị ở đây á, chúng ta học tập mà chúng ta cảm giác chúng ta không có nhớ gì hết trơn á, là học đúng bài á cả nhà. Học đúng bài ạ. Em biết ơn thầy, em biết ơn cả nhà. Rồi em xin hạ tay tắt mic ạ. Dạ, biết ơn chị. Cả nhà, để mình không có thấy là mình học sao, có vấn đề gì, thì các anh chị đang mong muốn học tập để chuyển hóa mà không có nhớ gì hết trơn là đúng bài. Càng học đầu óc mình càng nhẹ nhõm, càng học mình cũng không có phải nhớ những gì hết trơn á, nhưng tới khi đụng chuyện thì mình biết cách xử lý, được không ạ? Còn cho đến khi nào các anh chị thực sự khởi lên một cái mong muốn là sẽ mang những tri thức này đi chia sẻ với những người khác, tự khắc lúc đó nhớ à, được không ạ? Tự khắc lúc đó nhớ à, đó là một bí mật. Nên các anh chị học tập mà không có thấy nhớ gì hết trơn á là ngon nha cả nhà, là ngon ạ. À, biết ơn chị Lén. Kiên xin mời chị Minh An ạ. À, Dạ vâng ạ, em rất là trân trọng và biết ơn thầy chị Tiên đã cho em chia sẻ trong buổi học ngày hôm nay. Em rất là trân trọng và biết ơn đến thầy Thanh Toàn, và đặc biệt sẽ rất là trân trọng đến nguồn di sản giáo dục tận gốc. Em xin tự giới thiệu, em tên là Minh An, hiện tại em đang là một giáo viên về môn hóa học của lớp 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội ạ. Dạ vâng, thực là nghe bài bài học rất giác ngộ của các anh chị trong lớp học, em cảm thấy mình vô cùng phấn đấu, và đặc biệt ngày hôm nay em cũng có một nguồn năng lượng rất là tuyệt vời, thực sự là có một cái hiện thực trong cái việc giảng dạy của mình ạ. Em rất muốn được chia sẻ với cả nhà. Thực sự ngày dạ hôm em xin nay phép chị gặp Minh An lại. chút xíu, rất sẵn sàng để lắng nghe chị rồi, nhưng mà ở ven đường á, đường còn rộng rãi, có chỗ nào tấp vào lề Dạ vâng ạ. không chị? Là ngày hôm nay thì đến bây giờ thì em mới xong công việc, nhưng mà em cảm thấy một ngày trôi qua mọi việc nó đến nó rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Em vẫn giảng dạy, em vẫn làm gì, em vẫn học tập, và thực sự em cảm thấy rất là an vui và hạnh phúc ạ. Hiện tại thì em đã đứng ở bên lề đường ạ, xin phép chia sẻ cả nhà. Dạ vâng, ngày hôm nay có thể nói là em đã cảm thấy rất may mắn khi mà mình đã áp dụng và tri thức trong cái việc giảng dạy của mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đấy là thứ nhất, là cái việc mà em đưa cái tri thức của bộ môn hóa học vào ấy ạ. Em đã làm mọi việc nó đơn giản hơn, và đặc biệt là em áp dụng cái vòng tri thức ạ, nghĩa là em lấy cái viết của học sinh để em giảng giải và làm sao cho bài giảng một cách nó đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Thì em nhận được cái ánh mắt của học sinh rất là hiểu bài ạ. Và cuối buổi em có hỏi các con là con ơi, 2 tuần rồi con đi học thì con có khó khăn gì không, và
em luôn có được là em luôn cúi chào học sinh và gửi lời trân trọng biết ơn đến học sinh của mình ạ. Và em luôn nhận được khách hàng có tay thì em hiểu được rằng là em con đường em đi đang là đúng đắn. Nếu như các thầy cô giáo bây giờ đều có cái phương pháp giảng dạy, đấy là cái việc mà mình luôn thiếu slide ạ, thiếu những cái bài giảng mẫu để giảng dạy cho các con, thì em đã biết lồng ghép giữa cái việc là nếu như em đưa những cái ở cái video hình ảnh để giúp cho các con có thể hiểu bài hơn ạ. Còn phần còn lại thì em sẽ sử dụng phương pháp là phòng phòng tri thức ạ, và em làm sao để cho bài giảng của mình nó cách đơn giản nhất và các con nghe các con cảm thấy dễ hiểu nhất, phù hợp với cái ngôn từ của các con nhất. Thì cách thức dạy của em bây giờ các bạn rất là hạnh phúc, và các con đi đâu nhìn thấy em thì luôn có một cái hành động này cúi chào và dành cho em những cái nụ cười. Thì với những cái lớp mà em giảng dạy thì em luôn nói cho con rằng chia sẻ với con là chúng ta gặp nhau chúng ta hãy trao cho nhau nụ cười, đấy là cái văn hóa của lớp chúng ta. Và em biết rằng khi mà em giúp cho các con thực hiện được việc bảy bố thí như vậy thì cũng sẽ giúp cho các con cách tạo công đức tức, hay là một cái sự việc mà hôm nay khi học sinh đi vào muộn ạ, lúc em vào lớp thì các con có vào muộn, mà nếu như ngày xưa thì em sẽ có thể nói là có một cái trạng thái để từ hơi âm và hỏi lý do vì sao mà con lại đi vào muộn. Còn như ngày hôm nay thì em cũng hỏi các con với một cái tâm thái rất là an vui và cân bằng, có một cái năng lượng rất là cân bằng ạ. Thì sau đó em có nói rằng nếu như sau này các con vào muộn hơn cô thì các con đây không phải là hình thức kỷ luật, mà đây là cái việc để giúp cho các con, nếu như các con không nhận được tri thức thì các con sẽ có sức khỏe, thì các con sẽ tự giác con có thể lựa chọn cái hình thức mà các con đã xây dựng, là nếu như các con vào muộn lần đầu tiên thì sẽ là 50 lần, lần thứ hai 100 lần, thứ ba 150 lần, vân vân nhá. Thì em và sau đó thì em có rất là trân trọng và biết ơn học sinh vì nhờ có các con mà có thì cô có được một cái gần như là một cái văn hóa trong lớp của mình, và em hiểu được rằng ngoài cái việc mà giáo dục cho con cái trí thức thì giúp cho con các con có được một cái sức khỏe tốt, đấy là một trong những cái khía cạnh rất là quan trọng. Và đặc biệt là cái ngôi nhà phía sau thì em muốn chia sẻ với các con làm sao để giúp cho các bạn thì có thể cân bằng như là phát triển được cả về bốn bốn cái khía cạnh, về tinh thần, nội tâm, về sức khỏe, về mối quan hệ, như là về tài về phần tài chính ạ. Và thực sự là các con rất là lắng nghe và các con rất là chú ý, và em thấy là các bạn ý đã bắt đầu biết đoàn kết hơn, yêu thương hơn, tập thể dục thể thao nhiều hơn, và sau này chắc chắn em cũng sẽ đưa cái nguồn tri thức về tài tài chính để giúp cho các con có thể sống cuộc sống nhiều hơn ạ. Thì thực sự mỗi một ngày bây giờ em cảm thấy rất là an vui và hạnh phúc khi mà mình giảng dạy một cách nó rất là thong dong, nhẹ nhàng và vui vẻ. Và đặc biệt là em luôn mong muốn có một ngày làm sao mình có thể tiết tạo công đức như là ngày hôm nay, thì trong cái tình cảnh mà các cái điều bất như ý của các con ấy thì em luôn đưa ra những cái nghĩa là trong mọi việc đến với chúng ta đều tốt, nghĩa là trong cái rủi đều đều có cái may á. Thì các bạn ấy cảm thấy là mọi thứ nó đến nó nhẹ nhàng hơn, bài học cũng nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất là nhiều. Thì em nhận thấy được rằng khi mình có cái nguồn năng lượng an vui, và đặc biệt em rất tâm đắc đó là vòng tri thức để áp dụng vào trong cái việc là dạy cho học sinh, như là có cái sự trân trọng và biết ơn đến cái học sinh của mình, là những người giúp cho mình tạo được công đức, là những người mà nhân viên đối với mình, nên là em rất là trân trọng, trân trọng không bên dưới lòng ạ. Và nhiều khi học sinh gặp em có một cái thói quen là em sẽ chào trước cô chào con và em nở với nụ cười, và thực sự bây giờ đấy là một cái văn hóa mà em thấy rất là khác biệt đối với các giáo viên khác. Thì em thấy một điều là càng học tập thì em nhận được cái hiện tượng như là có được cái trí tuệ thì có thể là áp dụng vào trong những cái tình huống trong cuộc sống của mình, giải quyết mọi việc nó cách đơn giản nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là em làm được nhiều việc hơn và luôn có cái nguồn năng lượng từ là an vui.
là cái từ tiên em rất là biết ơn người thầy của ta, đặc biệt là biết ơn cả nhà đã luôn giữ được yêu thương em và dự án có thể dự án mong muốn em mong muốn chỗ này có thể giúp cho 10.000 giáo viên trở nên hạnh phúc hơn, an vui hơn trong cuộc sống. Đấy là một điều rất là cấp bách và mong rằng cả nhà mình sẽ giữ gìn cho em để nhìn vào cuộc sống chúng ta ngày tốt đẹp hơn và có thể nói là các con sẽ được nhận những cái điều kiện tốt nhất và Việt Nam là một đất nước xứng đáng để cho các đất nước khác Biết ơn chị Minh An. Cả nhà mình vẫn nghe được âm thanh từ chị Minh An tốt phải không cả nhà? Nãy giờ thì Kiên cũng lắng nghe chị Minh An chia sẻ. Có thể là bên chỗ thiết bị của chị Minh An có khả năng là chị đang kết nối Bluetooth của ô tô đúng không ạ? Dạ. Thì mình sẽ thu bằng cái mic mình sẽ của thu bằng tôi. cái mic của tôi. Nên là Nên nó là nó đó. đó Nó hơi nó vọng hơi ạ. vọng lại. Dạ vâng. Bây giờ Bây là giờ là chị rõ chị chị nói. nói Nhưng nhưng mà mà là Kiên cái nói nói đang vẫn vọng vọng lắm. là Chị đang chị mở đang laptop mở đúng wifi không ạ? đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Nhưng mà cả Nhưng mà nhà cả nhà nghe được mình nghe rõ câu rõ chuyện câu không? chuyện rồi. À, dạ vâng, thực sự em cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể nói là những cái hình những cái sự việc nó rất là nhỏ thôi, những cái hành động nó rất là nhỏ thôi, nhưng em luôn luôn mong muốn để có thể đưa được cái nguồn tri thức giáo dục tận gốc vào. Em luôn mong muốn đưa được cái nguồn năng lượng rất là an vui, trân trọng và biết ơn đối với học sinh của mình. Thì em nhận thấy rằng cái sự chuyển hóa của em nó bây giờ nó nhẹ nhàng và nó vi tế hơn rất là nhiều. Mỗi một ngày thực sự em làm được rất là nhiều việc và em cảm thấy mình rảnh rỗi hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Vâng, và đặc biệt là khi mà có thời gian rảnh rỗi nhiều thì em luôn học những cái khóa học của bên tổ chức mình để làm sao có thể thu được những cái bài học nhiều nhất trong một ngày. Vì em luôn khởi lên một cái mong muốn là ngày hôm nay mình sẽ học được những bài học gì, những điều gì mình tâm đắc và ngộ ra, hay là ngày hôm nay mình sẽ tích tạo được bao nhiêu công đức phước đức. Và đặc biệt là em luôn mong muốn là cái việc mình tích tạo công đức hàng ngày nó sẽ nhiều hơn cái việc là mình xài phước ạ. Vâng, và thực sự em thấy mình vô cùng phước báu khi mà có một cộng đồng của em chính là những học sinh, để hàng ngày em có thể trao yêu thương, có thể giúp cho học sinh nhận được những cái tri thức một cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Và đặc biệt khi cái tâm thái của em thay đổi ạ, thì học sinh đón nhận hơn rất là nhiều. Mỗi một tiết học em nhận được những cái tràng pháo tay của học sinh, cũng như là những nụ cười, những ánh mắt, thì em hiểu rằng cái con đường của em đi đang là rất là đúng đắn. Và em mong muốn rằng cái hành trình trong 3 năm tới để có thể có được cái sự chuyển hóa cũng như là sự trưởng thành vượt bậc, thì đấy sẽ là cái cơ sở, là tiền đề để giúp cho em thực hiện được cái dự án giúp cho 10.000 giáo viên sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Và em rất tin tưởng về điều đó. Em cũng rất mong thầy Chí Kiên cũng như là các anh chị trong lớp học của chúng ta sẽ giữ hình cho em. Thực sự em không biết nói gì. Tại cái thời điểm này em rất là cảm động nội tâm, vì nếu mà so trước đây thì em lên lớp cứ như là một cực hình ạ, một cực hình, và em rất nhiều lần em đã dình để bỏ nghề. 10 năm vào ngành nhưng ít nhất phải tầm 4 đến 5 lần em đã rất là muốn bỏ nghề. Và em đi dạy chỉ để cho nó gọi là cho nó có thôi. Em không định tâm với nghề. Nhưng cái bài học sâu sắc nhất em nhận được sau những cái khóa học của WIT, đấy chính là bài học định tâm với nghề. Cho nên bây giờ tất cả những cái công việc liên quan đến công việc giáo dục của em, là việc đầu tiên em làm đấy là cái việc định tâm. Cái việc thứ hai đấy là em cần phải thân giáo. Thân giáo đây không phải cho học sinh mà thân giáo cho chính bản thân em. Và từ cái sự thân giáo của em thì học sinh của em đã gần như là các con nhìn vào đó và các con sẽ theo cái hành động của mình. Khi mà em hiểu ra được em trân trọng học sinh của mình, thì mỗi một tiết lên lớp em đều là người cúi chào học sinh, và khi ra về em cũng cúi chào học sinh, và học sinh của em đi đâu gặp em cũng luôn cúi chào, và em hiểu rằng đây chính là học sinh của mình rồi, cũng như là học sinh luôn trao cho em những cái nụ cười, những ánh mắt chứa đựng nhau.
thì đấy là một điều mà em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đấy là một cái nguồn động lực cũng như là một cái nguồn năng lượng có thể giúp cho em luôn an vui, cũng như là mọi việc đến với cuộc đời của em nó nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn rất là nhiều. Và thực sự đến thời điểm này em rất là yêu nghề giáo và em rất là trân trọng biết ơn, cũng như là cảm thấy mình vô cùng phước báu khi được trở thành một giáo viên. Và đặc biệt em rất trân trọng bộ môn hóa học. Có thể nói là tổ nghề đã rất yêu thương em trong suốt 10 năm. Em gần như là em bỏ bê công việc. Và giờ đây thì khi em khởi lên cái sự trân trọng biết ơn nhá, thì em nhận thấy rằng à, những cái tri thức ngày xưa nó đến với mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Từ những cái việc mà làm đề thi, đề cương bọn em rất là áp lực, nhưng đối với bản thân em thì bây giờ nó đã nhẹ nhàng. Và trước khi làm một cái việc gì đó, em khởi lên sự trân trọng biết ơn, cũng như là với giáo trình của em luôn ôm vào trong lòng và em sâu thẳm bên trong em biết ơn những cái điều đó. Và em nhận thấy à, như tri thức nó về với mình nhiều hơn và mọi thứ nó đến với mình nó nhẹ nhàng và thong dong hơn rất là nhiều. Dạ vâng, em rất là trân trọng biết ơn thầy. Thực sự em cũng muốn là để cho mọi người chia sẻ, nếu không cho em nói một lúc nữa chắc khoảng nửa tiếng đến một tiếng mất thầy ạ. Dạ vâng, em biết ơn thầy lắm ạ. Dạ. Em phải xin phép em tắt mic chị rồi em nói thì nó mới không bị vọng tiếng lại. Rồi cái lúc nào mà chị nói chuyện cái thì em lại mở mic chị lên thì em lại phải tắt tiếng bên em. Biết ơn cô giáo Minh An. Dạ. Các thầy cô giáo hạnh phúc thì sẽ góp phần kiến tạo nên những thế hệ học trò hạnh phúc và những thế hệ nhân tài cho đất nước. Rất là biết ơn cô giáo Minh An cũng như là các thầy cô giáo đang làm công tác giáo dục và có đang hiện diện ở trong phòng Zoom. Rất là biết ơn các thầy cô đã đón nhận tri thức và cũng đã ứng dụng vào trong công tác của mình để góp phần hỗ trợ cho công tác giáo dục của các thầy cô giáo được hiệu quả hơn, được an vui, được hạnh phúc hơn và tạo được nhiều giá trị hơn cho các con. Biết ơn các thầy cô. Dạ, em biết ơn thầy lắm ạ. Em xin tắt mic ạ. Dạ, biết ơn cô giáo. Kính xin được mời anh chị tiếp theo ạ. Kính xin mời chị Nguyễn Ngọc Phượng. Dạ, xin mời chị. Em biết ơn thầy đã gọi tên em. À, vậy em chào cả nhà. Dạ, chào chị. Vâng, nãy giờ nghe cô giáo Minh An chia sẻ rất là tâm đắc, và em cũng có những người bạn là giáo viên đó, và sau này cũng cũng muốn kết nối với cô Minh An để cũng có thể chia sẻ với những cô giáo con của mình, để mà những cô giáo có thể biết đến, được vào ở trong clip để mà chia sẻ, để những học sinh có được thật là nhiều học sinh để hưởng được những giá trị từ ở trong clip. Và nãy nãy là thầy có nói về phước báo á, và đầu tiên á thì em không có biết là ngày hôm nay để mình đưa tay để nói gì, nhưng mà khi mà nghe thầy nói cái phước báo thì tự nhiên là cũng nhớ tới trước đây á, khi mà gần 30 năm về trước, khi mà ba Phượng bị bệnh thì lúc đó thì còn nhỏ, mình không có biết làm gì hết, nhưng mà chỉ đi ra là phóng khấn giấy Phật trời thôi. Nếu như mà để được cho ba mình khỏe mạnh á thì Phượng xin ăn chay 1 năm đó, và khi ba Phượng khỏe thì Phượng cũng ăn chay 1 năm. Và lúc đó đó là Phượng cứ chăm cho ba, tại vì anh chị em có gia đình hết rồi, chỉ còn Phượng và mẹ thôi. Thì Phượng lúc đó chăm cho ba mà mình không có nghĩ ngợi gì hết, tại lúc đó ba Phượng đã bị tai biến. Và sau những cái thời gian đó đó thì Phượng thấy á, tuy mình còn nhỏ nhưng mà mình làm cái việc gì á sao nó cũng rất là đặng. Và qua một thời gian khi mà có gia đình và có con á thì bận bịu rất là nhiều việc, và mình cũng lại không có quan tâm nhiều hơn giống trước đây. Là tự nhiên lúc đó đó mình thấy á, mình làm cái gì á nó cũng không bằng như trước, và cuộc sống nó càng trở nên á nó nặng nề hơn. Nhưng mà sau cái thời gian gần đây thì
quay lại để mà chăm chút cho ba mẹ nhiều hơn. Tự nhiên Phượng thấy á, cuộc sống của mình đã trở nên nó hanh thông và nó hạnh phúc hơn rất là nhiều. Và hồi bữa Phượng nghe là ở ba mẹ chính là cái mảnh đất màu mỡ cho mình gieo trồng phước báu đó, và chắc là Phượng đã gieo trồng nên nó làm phước báu nó có để mà trở nên cho mình nó cuộc sống nó hanh thông và hạnh phúc hơn đó. Và trước đây ấy, Phượng không biết gọi tên đó thì chỉ biết làm là làm như vậy thôi, thì bây giờ là mình cần phải gieo phước báo nhiều hơn, đó là chính ba mẹ mình. Khi mà ba mẹ mình còn sống thì đó là cái phước báo lớn nhất để cho mình gieo trồng đó. Và với lại Phượng hôm qua mà Phượng học có cái điều mà bao bao dung đó, thì Phượng thấy cái này Phượng Phượng ngộ ra được rất là nhiều. Khi ở trong một cái cuộc vài bữa trước á, Phượng và các bạn á, cùng ở trong một cái buổi mà trò chuyện với nhau á, thì cái bạn này, bạn A này á, là nói chuyện là cũng Phượng thấy rất là bình thường, nhưng mà cái bạn B á lại thấy có mình ở trong đó và bạn lại nổi cơn sân lên. Và khi mà các bạn hỏi Phượng thì Phượng nói Phượng thấy những câu chuyện đó nó rất là bình thường, nhưng mà hai người á lại có một cái tính là mà sân là nghĩ là mình là như thế. Thì Phượng thấy á, sao mà người ta thấy như vậy nhưng mà mình lại thấy nó không có vấn đề gì. Như cho em hỏi thầy là như các em hôm qua là học về bao dung á, mà như thế là mình có cái tánh nó bao dung là nó như thế nào, nên thầy này có thể chia sẻ rõ cho em hiểu được không? Chị có thể nhắc lại nghi vấn của mình được không ạ? Ở trong một cái cuộc nói chuyện là có ba người với nhau đó, và cái bạn A đó thì nói chuyện thì em thấy rất là bình thường, nhưng mà bạn B á lại thấy có mình ở trong đó, cái câu chuyện đó có mình ở trên đó, là nghĩ rằng là bạn B là nói là có cái chuyện sốc á, nhưng mà Phượng thấy nó rất là bình thường. Khi mà bạn hỏi thì Phượng nói Phượng thấy rất là bình thường, không có vấn đề gì, thì nhưng mà bạn đó lại không hài lòng, là không hài lòng về cái ý của Phượng á đó. Nhưng mà hôm qua là em học về cái tánh bao dung nhưng mà em chưa có hiểu rõ về cái điều đó. Vậy cụ thể câu hỏi của chị Phượng ở đây á là chị Phượng đang muốn hỏi điều gì ạ? Muốn giao lưu với em điều gì về chỗ này? Câu hỏi cụ thể ạ? Em thấy á, với cái tính bao dung á, là mình thấy rõ lỗi của người nhưng mà mình không có dính mắc vào đó, và mình cũng không có nhận được cái lỗi của người đó nữa, nhưng mà em chưa có hiểu rõ được là cái bao dung ở trong cái hôm qua mà mình học á. Vậy thì cụ thể ở đây là chị Phượng muốn thấu hiểu hơn nữa về định nghĩa của bao dung, hay là chị có một cái câu hỏi cụ thể nào đó liên quan đến tâm thái bao dung thì chị Phượng có thể giúp đỡ em là cụ thể câu hỏi hơn nữa được không ạ? Em muốn họ hiểu rõ hơn về bao dung. Dạ. Chúng ta có một số những cái trạng thái mà chúng ta phân biệt cùng với bao dung á. Hôm qua là thầy giáo Nhật Anh có chuyển giao cho chúng ta, chúng ta có bao dung này, rồi có cả những cái thuật ngữ như là vị tha, rồi tha thứ và khoan dung, thì không biết là chị Phượng có nắm bắt những khái niệm này chưa? Ngày hôm qua, cách đơn giản nhất để mình phân biệt được giữa bao dung và các cái thuật ngữ khác thì bữa hôm qua là chị Phượng tham gia khóa này là khóa thứ mấy rồi ạ? Hay là khóa này là khóa đầu tiên ạ? Khóa đầu tiên này. Dạ, khóa đầu tiên phải không ạ? Thì chúng ta có một số cái thuật ngữ các anh chị. Nói về bao dung á, là chúng ta sẽ có một số thuật ngữ mà chúng ta tưởng chừng như là sẽ tương đồng với khái niệm về bao dung. Đó là chúng ta thường thấy là, ví dụ như nhắc đến bao dung là chúng ta thấy có một số từ liên quan như là tha thứ này, rồi vị tha này, khoan dung này. Thì chị Phượng có cảm giác là những cái từ khóa này nó giống như là từ đồng nghĩa trong tiếng Việt không ạ? Có phải là mình có cảm giác là nó đồng nghĩa, bởi vì một người bao dung hay là tha thứ hay là vị tha hay là khoan dung là mình cảm giác là ý nghĩa là gần gần tương đồng giống nhau phải không ạ? Dạ đúng rồi.
nhưng thực ra khác hoàn toàn ạ. Thì chúng ta mượn một cái hình tượng như thế này cả nhà, để mà chúng ta cùng nhau làm rõ chỗ này ấy, chị Phượng. Em xin phép mượn cái hộp khăn giấy này. Kim xin phép mượn cái hộp khăn giấy này là đại diện cho 10 phần lỗi người. Đại diện cho lỗi người. Nhưng mà mình lấy là 10 phần, mình quy ước là 10 phần lỗi người được không ạ? Thế thì người có đức tính tha thứ, người có đức tính tha thứ thì là lỗi người 10 phần, nhập vào người cả 10 phần. Qua thời gian á thì chỉ còn 6 7 phần. Thì người đó nói là gì ạ? Tôi tha thứ cho bạn. Thế nhưng mà cái lần sau nếu mà lỗi người tiếp tục tái diễn, lỗi người tiếp tục tái diễn, tiếp tục tái diễn thì chuyện gì sẽ diễn ra? Theo chị Phượng thì nếu lần sau người đó tái lại cái lỗi lầm, tiếp tục cái lỗi lầm đó thì chuyện gì sẽ diễn ra? Thì nó vẫn vẫn như cũ thôi. Thì có phải là người ta sẽ nói là gì, tôi không thể tha thứ cho bạn nữa, lần trước tôi tha thứ cho bạn à, nhưng lần này là tôi không tha thứ cho bạn đâu nha, có phải không ạ? Dạ, thì đó gọi là tha thứ. Thế còn người vị tha thì sao ạ? Người vị tha thì hay hơn các anh chị. Người vị tha thì ví cái hộp khăn giấy này, cái bịch khăn giấy này đại diện như là lỗi người 10 phần. Thì qua cái cách nhìn nhận của họ, họ nhìn nhận hay lắm, người vị tha hay lắm các anh chị, người có đức tính vị tha, người ta nhìn nhận, người ta cắt gọt chỉ còn có 6 7 phần thôi, mới nhập vào người. Cắt gọt chỉ còn 6 7 phần mới nhập vào người. Qua thời gian thì chỉ còn 4 5 phần là dưới trung bình. Nên đối với cái người vị tha là người ta có thể là buông đi nhiều cái lỗi lầm từ phía người khác, người ta cũng không có dính mắc vào trong lỗi lầm của người khác. Thì đó là người vị tha. Nhưng mà nếu mà lỗi lầm của con người tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần thì chuyện gì sẽ diễn ra chị Ngọc Phượng? Theo chị thì người vị tha nếu mà lỗi người cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì chuyện gì sẽ diễn ra? Vậy thì cũng không không vị tha Thì sẽ đến một lúc nào đó mà người ta sẽ không có vị tha được nữa. Có phải không ạ? Sẽ đến lúc người ta sẽ bùng nổ. Được không ạ? Ồ, thì chúng ta tìm hiểu người khoan dung là sao? Người khoan dung. Người khoan dung còn hay hơn nữa các anh chị. Lỗi người 10 phần. Qua cái cách nhìn nhận của người khoan dung á, cắt gọt, cắt gọt, cắt gọt, cắt gọt kiểu sao á, chỉ còn 4-5 phần dưới trung bình mới nhập vào người. Qua thời gian lỗi người chỉ còn 1-2 phần và có khi là hết luôn. Nên người khoan dung họ không có dính mắc nhiều vào trong lỗi người. Người khoan dung thì không bị dính mắc nhiều vào trong lỗi người. Nhưng mà nếu mà lỗi người tiếp tục và dồn dập đến với tần suất cao thì qua thời gian thì khả năng người khoan dung cũng bị sao ạ? Người khoan dung cũng vẫn có dính mắc, dù là ít hay nhiều vẫn có dính mắc, nên qua thời gian vẫn có khả năng là gì? Không còn khoan dung được nữa, hoặc là người ta sẽ chuyển sang một cái trạng thái người khoan dung thì có đặc tính như này các anh chị. Có thể người ta không giận dữ đâu, bởi vì lỗi người dù có bao nhiêu qua cách nhìn nhận người ta cắt gọt chỉ còn có 4-5 phần thôi nên người ta không có nổi nóng. Nhưng người ta chỉ nói này thôi, thôi tôi nghỉ chơi với bạn, kết thúc mối quan hệ. Người khoan dung cả nhà. Tại vì lỗi người có gây ra bao nhiêu họ cắt gọt đi chỉ còn 4-5 phần mà. Thì đến một lúc nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì họ sẽ nghỉ chơi. Thế còn người bao dung thì sao? Người có đức tính bao dung thì sao ạ? Người có đức tính bao dung thì mượn cái hình tượng như thế này. Lỗi người 10 phần không nhập vào mình phần nào. Lỗi người 10 phần không nhập vào mình phần nào, đó là người có đức tính bao dung. Vậy nên người có đức tính bao dung thì vẫn thấy lỗi người nha cả nhà, vẫn thấy lỗi người nhưng không bị dính mắc, không nhập vào mình, không nhập vào người. Khác biệt giữa các đức tính khác, người bao dung vẫn thấy lỗi người nhưng không có nhập vào mình, được không ạ? Còn có một người nữa đặc biệt nữa là người an vui. Người an vui là không có thấy con người hay là không có thấy sự vật sự việc hiện tượng có vấn đề luôn. Người an vui là không thấy lỗi gì luôn thì cũng không có gì để xử lý. Người bao dung thấy lỗi nhưng mà không nhập vào người nên cũng không có gì để xử lý. Vậy chúng ta có mấy nhóm người như vậy, không biết là chị Ngọc Phượng đã cảm giác là chị đã thấu hiểu hơn về về bao dung rồi chưa ạ? Cảm ơn thầy. Vậy là em đang nằm ở trong cái lọc khoan dung, khi mà
Em nói không được thì em nghỉ chơi, em không chơi nữa, em không tiếp xúc nữa. Nhưng mà bây giờ em sẽ học ở cái để mình lên cái đức tính bao dung và an vui hả thầy ạ. Dạ, biết ơn chị. Dạ, biết ơn thầy rất là nhiều. Dạ. Vậy thì các anh chị à, các anh chị đang ở mức độ nào đối với những người xung quanh chúng ta? Chúng ta đang tha thứ được rồi, chúng ta đang vị tha được rồi, chúng ta đang khoan dung hay là đang bao dung hay là an vui được luôn rồi. Thì các anh chị có thể thông qua cái hình tượng vừa rồi chúng ta có thể kiểm thảo lại xem là chúng ta đang đạt ở mức độ cấp độ nào rồi. Rồi chúng ta sẽ hướng tới như thế nào nha cả nhà. Biết ơn nghi vấn của chị Ngọc Phượng. Chồng biết ơn thầy cho em tắt nước là em xin tắt nước. Chị Ngọc Phượng khoan dung được là ngon lắm rồi á chị. Tại vì tất cả đều là đức tính mà các anh chị, tất cả đều là đức tính. Có một người, nhóm người nữa các anh chị. Lỗi người 10 phần, làm lớn lên gấp vạn lần. Lỗi người 10 phần mà làm lớn lên gấp vạn lần. Thì không có đức tính gì hết trơn rồi đó. Nhưng mà người tha thứ cũng là một đức tính đáng quý. Người vị tha cũng là một người đức tính đáng quý. Người khoan dung thì đã càng đáng quý hơn nữa. Nhưng mà chúng ta bao dung và chúng ta an vui ấy, thì cuộc đời chúng ta sẽ đơn giản nhẹ nhàng hơn. Tại vì không có dính mắc, không có kể, thì không dính mắc thì không có gì phải xử lý hết. Còn đã dính rồi thì mình vẫn phải xử lý. Vậy nên đó được gọi là những nguồn năng lượng của trí tuệ. An vui hay là bao dung và trân trọng biết ơn là ba nguồn năng lượng của trí tuệ mà ngày hôm qua chúng ta được thầy giáo Nhật Anh chuyển giao, đúng không ạ? Một buổi mà các anh chị nhận cùng lúc ba nguồn năng lượng an vui, bao dung và trân trọng biết ơn thì Kiên không thể hình dung K32 các anh chị học siêu giỏi. Một buổi các anh chị nhận trọn vẹn cả ba nguồn năng lượng của trí tuệ đó. Chúc mừng các anh chị. K32 tổng nghiệp đặc biệt ạ. Biết ơn chị Ngọc Phượng. Kiên xin mời anh Phạm Thanh Kiên giao lưu ạ. Dạ, em chào thầy, chào cả nhà. Dạ, em Dạ, chào anh. rất là biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Hôm nay là rất là lần đầu tiên em giơ tay và chia sẻ lưu với mọi người. Thì em chia sẻ cái bài học của em ngày hôm qua, thì đó là về bài học trân trọng và biết ơn. Hôm qua thì thầy Nhật Anh cũng có nhắc tới cái việc ghi nhận và biết ơn những cái người mà mang tới những cái những ghi nhận sự ghi nhận biết ơn trân trọng biết ơn những cái điều mà tốt đẹp trong cuộc sống, những người đang mang tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Thì lúc đó em rất là cảm động vì em biết tới tri thức của Quýt trong thời gian gần đây. Nhờ vào nhân mạch của em đó là anh Lê Minh Hiếu. Hiện tại anh Hiếu đang học lộ trình Meta 5. Em với anh Hiếu biết nhau cũng lâu lắm rồi. Anh Hiếu thực ra là một người thầy. Thầy, đúng hơn là một người thầy, nhưng mà tại vì thân quá rồi em cứ quen miệng em gọi bằng anh, cho nên là mình quên mất là anh Hiếu cũng là một người thầy của mình. Hiếu ngày xưa anh dạy tiếng Anh thì em có học lớp tiếng Anh của anh Hiếu, và sau đó cũng anh em cũng đồng hành với nhau trong một lộ trình khá là dài trong cuộc sống. Anh Hiếu ảnh dìu dắt em vào con đường đi tìm tri thức, đi tìm con đường giác ngộ trong cuộc sống, như là Phật giáo, rồi thiền, rồi đi làm thiện nguyện, đi làm từ thiện và gieo duyên tích tạo phước đức cho mình. Và tới tháng 5 năm nay thì cũng được anh Hiếu anh giới thiệu vào cộng đồng của Quýt. Em tham gia khóa học thấu hiểu nội tâm, em nghe khóa thấu hiểu nội tâm thì khóa 24 và khóa 25. Tới khóa 31 thì em mới đăng ký học, nhưng mà cũng không có đầy đủ, em chỉ học được mấy buổi á. Đến khóa này thì cố gắng tham gia đầy đủ hơn. Hôm qua thì được thầy Nhật Anh nhắc nhớ thì em rất là cảm động, tại vì cái sự hiển nhiên của em đối với nhân mạch của em á, tại vì em có một sự hiển nhiên đối với nhân mạch của mình không có, mình nghĩ là anh Hiếu xưa nay ảnh là người học đạo, anh cũng tu hành rất là giỏi, cho nên là cái việc mà
nói mặc dù là mình biết ơn, rất là biết ơn nhân mạch của mình, nhưng mà mình không có nói ra được. Mình nghĩ là cái đó là kiểu như là theo như mà mình thấy sự hiển nhiên, mình mặc dù là biết ơn nhưng mình không có nói ra được với lại cái người 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 ơn của mình đó thầy. Thì hôm qua thầy Nhật Anh nhắc lại cái em cảm động, xong cái em mới cầm điện thoại em nhắn tin, em nói là biết ơn với lại nhân mạch của mình, và em biết là anh Hiếu đang trong cái lộ trình mentor năm đang thi, thì cũng gửi lời chúc mừng, gửi lời chúc ảnh làm bài tốt. Thì anh cũng nhắn tin là anh rất là cảm động, anh cũng bất ngờ tại vì tự nhiên đang nửa đêm đang giữa đêm xuống làm nhắn tin xong chứ cảm ơn rồi chúc làm bài tốt rồi em rất là biết ơn tri thức của thầy, của các thầy cô, của thầy Toàn, giúp cho em ngộ ra nhiều điều, em học em ghi lại rất là nhiều luôn. Nhưng mà cái vẫn có cái rào cản á, mình sợ kiểu như là mình nói dở, mình nghe em nghe mọi người lên chia sẻ trời sao nói hay quá, nói ngon quá, nói gì mà dữ dằn luôn, còn mình ngồi dưới này mình nghe mình cứ cười không à, mình không biết nói gì vậy. Mặc dù ghi ra như này, nhưng mà khi mà mình nghĩ trong đầu mình chia sẻ vậy mình không biết chia sẻ gì hết trơn á. Thì như lúc nãy thầy thầy nói thôi học mà quên hết rồi thì đúng bài, nhưng mà giờ lên chia sẻ không biết chia sẻ gì. Rồi nói rồi vòng 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 biết vậy là thời gian nó trôi qua, cứ tới nay là tới 10 buổi 15 16 rồi mới dám lên chia sẻ giao lưu với mọi người. Trong quá trình học thì em cũng có ngộ ra, em rất là tâm đắc nguyên lý ánh sáng, và em thấy xuyên suốt trong cái các bài cái buổi học thì nguyên lý ánh sáng vẫn là nguyên lý mà bao trùm hết tất cả các tri thức của khóa thấu hiểu nội tâm này. Ví dụ như là khái niệm nguồn có lợi cũng chính là mình ứng dụng cái nguyên lý ánh sáng, mình đưa đưa những cái suy nghĩ tích cực của mình, những cái khái niệm có lợi để áp dụng vào trong cuộc sống nè. Rồi học phần ngôn thí, mình đưa cái ánh sáng vào học học phần bảy bảy bố thí của quan trọng của đời người đó, thì mình dùng ngôn thí mình khen ngợi, hay là mình dùng nhãn thí mình chứa đựng cái sự chuyển hóa của con người á. Thì đó em nghĩ cũng đó cũng là một cái trong cái nguyên lý ánh sáng mà mình áp dụng vào. Thì em thấy em tâm đắc nhất là cái nguyên lý ánh sáng, và cái bài học đầu tiên của thầy đó là cái bài học về con thuyền đi thuận chiều ngược 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 dòng và thuận dòng nước á, thì nó giúp cho em rất là nhiều. Em nhận ra được rằng là từ xưa tới nay á, đa phần là mình cứ đi ngược chiều dòng nước không à. Ví dụ như trong cuộc sống chẳng hạn, nghĩ là mình phải ổn định cuộc sống kinh tế đồ đầy đủ rồi thì mình mới lập gia đình, nhưng mà khi mà biết tới cái nguyên lý thuận dòng của thầy á, thầy chia sẻ, thì nghĩ của xưa nay mình suy nghĩ bóng tối rồi mình đi ngược ngược chiều dòng nước rồi, không lẽ nếu mà mình cưới vợ xong rồi, mình lập gia đình xong rồi thì mình không có làm nữa hay sao? Mình phải chờ ổn định, mình lập gia đình, mình ổn định kinh tế rồi này kia cái nọ, mình đầy đủ rồi mới lập gia đình. Cho nên mãi tới nay vẫn chưa có lập gia đình luôn. Và khi mà nhận ra được cái điều đó thì thôi chắc là em nghĩ là cố gắng sắp xếp rồi cũng ổn định, cũng lập gia đình để không không nghĩ tới cái chuyện mà ổn định nữa. Dạ em biết ơn thầy, em mới biết nói gì nữa. Còn nhiều lắm nhưng mà không biết mở lời làm sao cho Nãy giờ nói ngon quá mà cũng bảo là không biết nói gì. nhiều lắm, em ghi trong cuốn vở của em tới 20 mấy bài học tâm đắc gọi ra, nhưng mà mỗi lần mà giờ nói xong là cũng không biết là mình bắt đầu từ đâu hết trơn, nó cứ lộn xộn ở trong đầu, mình không sắp xếp được thầy, không biết cách mình diễn đạt ra như thế nào á. Dạ. Dạ biết ơn thầy, biết ơn ở nhà đã Chị lắng Kiên nghe. còn nhớ nguyên lý kích hoạt não không? Dạ dạ nhớ thầy, Dạ, đúng nghĩa là là bài đầu tiên là
mình tổng hợp những cái bài học tâm đắc ngộ ra là đây là nguyên lý kích hoạt não, thì hiện tại là anh đang dùng phương pháp là thông qua việc viết phải không ạ? Dạ. Con người mình có Em hai cái hành ra, một là hành nói, hai là hành viết, thì để Dạ. cân bằng là mình sẽ làm song song. Người nào mà nói hoài mà không viết thì cũng chưa chắc là đã cân bằng, tại vì nó có cái Dạ. hành ra tay và hành ra miệng. Trong cái tánh Dạ. hành là truy xuất ra thì anh Kiên có thể cân đối cả hai. Vậy thì đối với cái hành mà mình nói chuyện ra thì chúng ta nắm một cái khái niệm nguồn, thì anh Kiên sẽ có thể là đơn giản hơn trong thời gian tới để mình có thể nói được. À, Dạ. anh Thanh Kiên đã nắm khái niệm quảng bá là gì chưa? Dạ, em có nghe thầy các thầy cô nhắc là tới quảng bá về, cũng em mặc dù là chưa có đủ khái niệm về quảng bá nhưng mà cũng hiểu được là quảng bá là như thế nào. Ví dụ như là nhắc tới thầy thầy cô hoặc là nhân mạch của mình thì mình nhắc tên và mình trân trọng biết ơn các thầy cô. Hoặc là nhắc tới thầy mà biết ơn thầy cũng là, đó là cũng là một cái cách để mình quảng bá những cái người mà giúp đỡ mình, cũng cũng là một cách để quảng bá, đúng không thầy? Thì đó là cái mà chúng ta hiểu một cách đơn giản là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta có khái niệm chính xác về quảng bá 33 từ. Anh Kiên có thể giúp đỡ Dạ Kiên là ghi lại. dạ dạ em biết Anh có ơn thể giúp thầy, đỡ em Kiên đúng. là mình có thể ghi lại để chúng ta Dạ có quá trình chúng ta ứng dụng nó ngon nhất có thể. dạ Nghĩa là hàng ngày chúng ta đã ghi nhận biết ơn rồi, thì cái việc chúng ta đã ghi nhận lại thông qua việc là chúng ta ghi chép lại hay là chúng ta ghi ở trong trong tâm thức của chúng ta biết ơn, chúng ta ghi nhận và chúng ta biết ơn, thì cái đó là bước đầu tiên. Nhưng mà có hai chìa khóa mà thầy giáo Nhật Anh cũng chuyển giao cho chúng ta trong học phần trí tuệ phải không ạ? Để chúng ta thắp sáng được trí tuệ bậc 1 là nắm chắc chìa khóa ghi nhận, biết ơn và quảng bá. Vậy thì ghi nhận biết Dạ. ơn mình có rồi, mình làm rồi. Nhưng bây giờ cái câu chuyện anh Kim đang đặt ra là chúng ta làm sao để chúng ta có thể nói được ra. Thì nói thì liên quan đến quảng bá. Thì định nghĩa quảng Dạ. bá như sau cả nhà. Quảng bá là nhắc đi nhắc lại. Quảng bá là nhắc đi nhắc lại. Quảng bá là nhắc đi nhắc lại. Việc gì mà người khác làm cho mình, quảng bá là nhắc đi nhắc lại. Việc gì mà người khác làm cho mình. Sự vật, sự việc mang lại lợi ích cho mình. Quảng bá là nhắc đi nhắc lại việc gì mà người khác làm cho mình. Sự vật sự việc mang lại lợi ích cho mình với thái độ trân trọng và biết ơn. Quảng bá là nhắc đi nhắc lại việc gì mà người khác làm cho mình. Sự vật sự việc mang lại lợi ích cho mình với thái độ trân trọng và biết ơn. Anh Kiên ghi kịp rồi chưa ạ? Dạ em nghe kịp rồi, dạ biết ơn thầy. Vậy thì nếu mà mình biết ơn, mình nói là biết ơn một người nào đó, thì mình cần phải cụ thể là việc gì mà người đó đã làm cho mình mà mang lại lợi ích cho mình ngày hôm nay. Hoặc là mình quảng bá một tri thức nào đó thì mình cũng quảng bá là vậy thì tri thức này đã giúp cho mình có cái sự chuyển hóa như thế nào, giúp cho cuộc sống của mình ra sao. Còn nếu mà mình nói là biết ơn tri thức, biết ơn người này hay biết ơn người kia thì nó cũng chưa hoàn toàn là quảng bá, mà quảng bá là Dạ. nhắc đi nhắc lại, và cần phải có thêm nhắc đi nhắc lại nữa. Nói một lần Dạ. chứ không phải quảng bá, và nhắc đi nhắc lại mới là quảng bá. Thì quảng bá là nhắc đi nhắc lại việc gì mà người khác làm cho mình, sự vật sự Dạ. việc mang lại lợi ích cho mình với thái độ trân trọng và biết ơn. Thì anh Kiên cứ ứng Dạ. dụng qua thời gian mình sẽ rất đơn giản để mình nói được ra, và nói là nói Dạ. quảng bá. Dạ em rất là biết ơn thầy ạ. Dạ. Dạ với thầy ạ. Kiểu như là cái mà em muốn nói á, nhưng mà không có diễn đạt ý được ra ngoài, giống như là nó một cái là một thói quen nó theo em từ rất là lâu rồi. Dù như ngày xưa em học cũng vậy, em học khi mà viết văn á thì ví dụ một cái bài văn miêu tả về một cái con vật gì đó chẳng hạn, thì em viết cũng ngắn cũng mà, tại vì trong cái đầu em chỉ có những cái câu đó, có mấy câu à, là tức là em viết ra đúng y như vậy thôi, và điểm văn của em lúc nào nó cũng thấp hết trơn á. May mà lúc đó cái môn văn em nhớ như là môn tiếng Việt gồm có văn này, chính tả với lại đọc, thì ba môn đó điểm trung bình lại thì em mới đủ điểm để lên lớp đó thầy.
Vì em ví dụ bài văn miêu tả thì một cái trang giấy đầu tiên đó là kẻ cái ô lời phê bình rồi viết cái đề xong rồi viết cái bài văn ra là em viết chưa hết một cái trang đó luôn á, tức là trả con mèo thì mở bài nhà em có nuôi một con mèo xong rồi thân bài là mèo màu gì rồi có cái gì xong rồi kết bài em yêu con mèo đó lắm hay chẳng hạn là vậy thì nó hết mất à, chưa chưa hết luôn cái trang đó thì nó hết ý luôn rồi. Và cũng chính vì cái điều đó mà nó theo em suốt trong cuộc đời, khi mà nói cái chuyện gì thì cũng không có diễn đạt được ý hết cái ý của mình, hoặc là nói rất là ngắn ngắn ngủn như vậy, nhiều khi là thành là người ta cứ nghĩ là mình cái gì mình không muốn nói, hay là mình không có thành ý, hay là hoặc là mình ăn nói vô duyên sao đó, kiểu đó là vậy thầy. Và không biết cách nào để mình cải thiện cái vấn đề đó luôn thầy. Nhiều khi mình muốn nói lắm nhưng mà tại vì mình nghĩ trong đầu mình đang có cái rào cản đó, mình nói không có hay, mình nói không có được trôi chảy chẳng hạn thì khỏi nói luôn. Cả nhà thấy anh Kiên chia sẻ nãy giờ á, cả nhà mình thấy nói chuyện ngon không ạ? À? Nói chuyện có duyên không cả nhà? Mà nói có trọng điểm không ạ? À? Có trọng điểm, có bài học không cả nhà? Các anh chị có biết là vừa rồi anh Kiên chia sẻ có một cái trọng điểm rất hay không cả nhà? Một cái trọng điểm rất hay mà phải là một người thấu suốt tri thức mới nhìn ra được. Đó là tri thức về nguyên lý ánh sáng, là cái tri thức mà có tính bao trùm trùm khắp lên toàn bộ tri thức từ đầu đến cuối mình học. Các anh chị cứ để ý xem có đúng không? Nguyên lý ánh sáng của chúng ta là bao trùm hết toàn bộ tất cả các tri thức, đi đến học phần này hay học phần kia đều là ẩn chứa trong đó là nguyên lý ánh sáng. Vậy nên mình đâu cần phát biểu nhiều, phát biểu hay mà có trọng điểm và có bài học cho người khác. Chứ mình không có hướng tới là cần phải nói chuyện hay anh kia. Mình không Nhưng hướng tới mà đôi khi nói chuyện hay. đôi khi trong cuộc sống thì nếu mà nói ngắn gọn quá thì ví dụ như mình ngồi mình nói chuyện với lại bạn gái là người yêu mà mình nói đúng có câu một hoặc là hai câu cái xong kết thúc thúc câu chuyện thì xong cái là hai người ngồi miết ngó nhau luôn, không biết nói gì luôn rồi. Thì mình có sao đâu, mình không nói mình làm ấy, mình không nói mình chuyển qua làm. Anh Kiên Mày nói bắt chuyện là tốt, hồi nói chuyện ngon, nói chuyện có duyên và có cái trọng điểm, nên là mình không cần đặt ý là nói nhiều hay nói hay đâu. Nói nhiều hay nói hay không có phải là cái không phải là cái đích của chúng ta. Nếu mà chúng ta nói mà có bài học, có điều tâm đắc và có điều ngộ ra thì hàng ngày mình cứ tổng hợp. Cái sau đó qua thời gian mình tổng hợp xong thì anh Kiên có thể là mình đưa cái điện thoại lên, mình đưa cái điện thoại lên mình chia sẻ và mình lưu, thay vì mình lưu nhật ký bằng việc viết lách thì mình có thể lưu nhật ký bằng những video mình tự làm, mình tự lưu lại những cái dấu ấn của mình thôi. Thì đối với các anh chị tập Mentor With đó, thì có một cái bài tập đó là hàng ngày học tập thì tự quay lại một video chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra. Thì từ từ qua thời gian thì mình sẽ cảm giác là cái nói chuyện của mình trôi chảy. Nhưng mà thực ra hôm nay Kiên thấy anh nói chuyện là ngon rồi. Đấy, ví dụ như là các chị ở đây nói rằng là đàn ông không cần nói nhiều mà cần hành động. Đúng không ạ? Các chị gái là thích đàn ông hành động nhiều đúng không ạ? Em biết ơn thầy, biết ơn ở nhà. Rất là biết ơn Đấy, thầy, biết có ơn ở người đây nhà. này, có người nói với anh Kiên này, anh Kiên yên tâm nhé, chồng em tán em không có nói gì, em tự đổ. Đó, ngon chưa, ngon chưa? Biết ơn anh Thanh Kiên đã giao lưu. Em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Em xin tắt mic ạ. Biết ơn thầy. Có duyên rồi. Kiên thấy cũng 8 giờ 9 phút rồi. Trời, hôm nay nhà mình giao lưu, Kiên vừa mới thấy nói chuyện mà. Vừa mới thấy nói chuyện mà. Đã thấy tới 8 giờ rồi, hơn 8 giờ rồi. Kiên thấy còn nhiều anh chị giơ tay á, nhưng mà chắc là Kiên xin phép mà hôm nay thì chúng ta sẽ chuẩn bị tới vào trong nội dung buổi học. Thì xin phép các anh chị là chúng ta có thể giao lưu ở trong những thời gian đầu giờ của những buổi học tới. Từ thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ. Được không ạ? Những ngày qua chúng ta đã cùng nhau thắp sáng lên ngọn đèn đầu tiên trong 7 sự giàu toàn diện là ngọn đèn trí tuệ. Và khi mà chúng ta phát triển khái niệm nguồn liên quan đến nguồn năng lượng của trí tuệ, đó là nguồn năng lượng của an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, thì đồng thời chúng ta cũng đã thắp sáng lên ngọn đèn của tâm thái, phải không cả nhà? Và chúng ta nắm bắt được một người giàu tâm thái
là người mà giữ được xuyên suốt trạng thái trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh và an vui ở tâm. Có nghĩa là hàng ngày trong cuộc sống mình xuyên suốt được và mình luân chuyển được các trạng thái nhận thức nội tâm, các tầng bậc trí tuệ, để từ đó chúng ta khởi tạo được một năng lượng của an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, thì chúng ta trở thành một người giàu tâm thái. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau để tiếp tục chúng ta sẽ thắp sáng lên những ngọn đèn tiếp theo trong 7 sự giàu toàn diện nha cả nhà. Mượn cái hình tượng là những ngọn đèn để chúng ta cùng nhau thắp sáng, nhưng về bản chất là chúng ta sẽ nắm bắt các khái niệm nguồn của học phần giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, rồi giàu thể chất, giàu vật chất. Kỳ vọng rằng trong bối cảnh của K32 chúng ta cũng sẽ cùng với nhau để trọn vẹn được cả 7 sự giàu toàn diện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái học phần, đó là học phần về giàu nhân cách. Giàu nhân cách, làm sao để chúng ta có thể thắp sáng được ngọn đèn nhân cách, làm sao để chúng ta có thể trở thành người giàu nhân cách. Thì trước khi mà tìm hiểu khái niệm về người giàu nhân cách thì chúng ta sẽ mượn một cái khái niệm này để chúng ta làm nền tảng cho học phần giàu nhân cách ha cả nhà. Đây là một cái khái niệm, đây là một khái niệm mà con người nói chung ở trong xã hội hiện tại và đại đa số con người cũng hướng tới, và chúng ta cũng thường chúc nhau rất là nhiều vào trong các cái dịp, các cái sự kiện trọng đại hoặc là các cái dịp lễ Tết, chúng ta cũng chúc nhau cái điều này. Thì đây là một cái thuật ngữ mà rất là quen thuộc với tất cả chúng ta thôi. Dạ, đó là hai từ thành công các anh chị. Thành công. Thành công. Theo các anh chị, người như thế nào được định nghĩa là một người thành công? Người như thế nào thì được định nghĩa là một người thành công? Thì may mắn phước báu cho chúng ta, chúng ta cũng được các cao nhân chỉ điểm gọi tên làm rõ cái khái niệm này. Còn khi nhắc về thành công ở trong đời sống xã hội thì chúng ta thấy là có rất nhiều định nghĩa. Có rất nhiều định nghĩa và có rất nhiều những cái mà chúng ta định nghĩa một người là người thành công. Người có cái này, người có cái kia thì mình thấy họ thành công. Và khái niệm của các anh chị biết như thế nào về thành công? Các anh chị tin như thế nào về thành công? Và các anh chị chúng ta hiểu như thế nào về thành công ạ? Thì có phải là sẽ đại diện cho thông tin bên trong con người chúng ta về thành công và cũng sẽ đại diện cho hiện thực thành công của chúng ta hiện tại. Nên đâu đó nếu mà các anh chị hiện tại chúng ta đã có cái hiện thực về thành công phần nào đó trong cuộc sống thì có nghĩa là các anh chị đã phần nào có thông tin của thành công. Còn ai đó đang hướng tới thành công, đang khao khát là chúng ta sẽ làm sao đó để hướng tới được cái thành công trong cuộc sống, thì mình thử rà soát xem khi nhắc về thành công thì chúng ta có khái niệm gì về thành công? Đối với chúng ta thì thành công là gì? Cả nhà, chúng ta rà soát lại xem ạ. Có phải đại đa số con người hiện tại đang nhìn vào những người những người doanh nhân thành đạt, rồi có những người thành công là những người mà rồi kinh doanh công việc mọi cái ổn và có thể có nhà có xe, có nhiều tiền, thì đâu đó mặt bằng chung của xã hội đang đánh giá những người đó là có sự thành công phải không ạ? Thì đó là khái niệm mà đại đa phần hiện tại có thể đâu đó một bộ phận con người trong xã hội đang lấy đó là định vị. Có phải không các anh chị? Và có phải là đó là cái chân dung mà ngay cả các bạn trẻ, các bạn sinh viên chẳng hạn, sau khi học xong ra trường thì cũng hướng tới cái điều đó. Nghĩa là một bạn trẻ sau khi ra trường xong có công việc ổn định, rồi sau đó thậm chí có những người khởi nghiệp kinh doanh, có doanh nghiệp, rồi có thể có được tài sản, có nhà, có xe. Thì đâu đó chúng ta đánh giá là người đó thành công, có phải không ạ? Và hình như chúng ta cái hình ảnh đó nó định hình trong tâm trí của rất nhiều con người. Đại đa phần thì đang đi theo như vậy. Thế thì đó là giai đoạn khi còn trẻ. Rồi nhưng mà đến một cái độ tuổi nào đó tự nhiên người ta thấy rằng là ồ, hình như đó chưa phải là thành công. Đó chưa phải là thành công. Đến khoảng 40-50 tuổi người ta mới nhìn thấy rằng là có sự nghiệp, rồi có tài chính, rồi có tài sản, thì cũng chưa hoàn toàn là thành công.
thì người ta mới bắt đầu tiếp tục đi tìm kiếm cái thành công của đời người. Và có những người thì may mắn cũng tìm được ở phần nào đó, và có những người thì cũng chưa chắc đã tìm được. Vậy thì nó liên quan đến việc chúng ta có khái niệm như thế nào về thành công, hay nói cách khác là chúng ta có khái niệm nguồn gì về thành công. Nó sẽ quyết định hiện thực thành công của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay nếu mà chúng ta nắm bắt được khái niệm nguồn của thành công, cũng như là cái cách làm sao để chúng ta có thể tạo nên nền tảng của thành công, thì trong tương lai chúng ta rất đơn giản để trở thành một người thành công. Thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, các anh chị, khái niệm nguồn của thành công. Thì ở cái ý đầu tiên trong khái niệm nguồn thành công, thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, người thành công là người mà đạt được điều mà họ mong muốn. Nghĩa là cái người mà đạt được những điều mà mong muốn trong cuộc sống á. Họ mong muốn điều gì họ có thể đạt được. Họ mong muốn điều gì thì họ có thể đơn giản đạt được, thì người ta gọi đó là người thành công. Nên ở một góc độ nào đó thì đạt được những điều mong muốn thì được định nghĩa là thành công. Người thành công là người mà đạt được điều mà họ mong muốn. Đạt được điều mong muốn. Vậy thì sẽ có những người nói với chúng ta rằng là ồ vậy thì đơn giản quá rồi, tôi giảm cái mong muốn lại. Cuộc đời này tôi ít mong muốn thôi, để đơn giản đạt được, để tôi sống cuộc sống thành công, sống cuộc đời thành công. Thì đạt được điều mong muốn mới là một góc độ của thành công thôi các anh chị. Có nhiều người nói rằng là thôi thế thì mình cũng bớt bớt mong muốn đi, mình biết đủ, mình bớt bớt mong muốn đi, mình không có mong muốn nhiều điều để mình dễ dàng, mình đơn giản mình đạt được, thì như vậy mình định nghĩa là cuộc đời mình cũng thành công. Thế nhưng đây là một góc độ của thành công thôi. Đạt được điều mong muốn là một góc độ của thành công. Ở một cái góc độ khác các anh chị, thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, người thành công là người mà người khác thích ở gần. Người thành công là người mà người khác thích ở gần. Người thành công là người mà người khác thích ở gần. Đây là một khái niệm mà khi mà Kiên nhận được, Kiên thấy rất là hay. Khi mà Kiên nhận được khái niệm này từ từ thầy, Kiên cảm thấy hay quá. Và khiến cho Kiên có một cái định vị rất khác về thành công các anh chị. Người thành công là người mà người khác thích ở gần. Trước đến giờ khi mà mình nhắc về thành công thì đâu đó mình, cái hình về thành công của mình á, đâu đó nó liên quan đến tài sản, tài chính, sự nghiệp là phần nhiều. Nhưng mà khi mà nhận được cái quan niệm này từ các cao nhân á, thì Kiên mới thấy rằng là hay quá, đây là một cái định nghĩa rất hay về thành công. Người thành công là người mà người khác thích ở gần. Vậy thì một người làm vợ thành công là sao? Một người làm chồng thành công là sao? Một người làm mẹ thành công là sao? Một người làm sếp thành công, rồi làm anh thành công, làm thầy giáo thành công là sao? Thì chúng ta cứ theo đó mà luận. Cái người làm vợ thành công là người mà chồng thích ở gần các anh chị. Người làm chồng thành công là người mà vợ thích ở gần. Làm ba mẹ thành công là người mà con cái thích ở gần. Làm con thành công là người mà ba mẹ thích ở gần. Làm sếp thành công là người mà nhân sự, nhân viên thích ở gần. Và là một người thầy giáo thành công là người mà học trò thích ở gần. Đây là một khái niệm mà kể từ ngày Kiên nhận được thì cái định nghĩa về thành công ở bên trong mình nó được chuyển sang một cái hướng hoàn toàn mới. Đây là một khái niệm mà Kiên cũng rất tâm đắc các anh chị khi được nhận từ thầy. Vậy thì với định nghĩa người thành công là người mà người khác thích ở gần, các anh chị cảm giác được đơn giản chưa ạ?
Ồ, rất là đơn giản. Rất là đơn giản để đánh giá một người có thành công hay không. Và ở một góc độ nữa. Ở một góc độ nữa. Ở một góc độ nữa thì người thành công là người mà họ đạt được cái cảnh giới cuộc sống số 4. Cảnh giới cuộc sống số 4. Cụ thể về cảnh giới cuộc sống số 4, các anh chị ghi khái niệm giúp Kiên. Cảnh giới cuộc sống số 4 tương ứng thành công thì bằng sự nghiệp cộng trưởng thành. Cảnh giới cuộc sống số 4 là cảnh giới thành công, tương ứng là cảnh giới thành công. Thì thành công bằng sự nghiệp cộng trưởng thành. Hay nói cách khác là sự nghiệp cộng trưởng thành thì bằng thành công. Một người có sự nghiệp, có cái sự trưởng thành thì định nghĩa là người đó thành công. Sự nghiệp cộng trưởng thành bằng thành công. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cảnh giới cuộc sống ở trong học phần tiếp theo. Chúng ta sẽ có tìm hiểu sâu sắc hơn về cảnh giới cuộc sống, các cảnh giới cuộc sống, con người có mấy cảnh giới cuộc sống. Làm sao để mình có thể nâng cao được cảnh giới cuộc sống thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ nắm bắt được rằng là thành công thì có những cái định nghĩa, những khái niệm như vậy. Một người đạt được điều mong muốn là người thành công. Người mà người khác thích ở gần cũng là người thành công. Một người đạt được cảnh giới cuộc sống số 4, có sự nghiệp, có sự trưởng thành là người thành công. Thì một trong số các góc độ này đều đã định nghĩa là người thành công. Nhưng một người mà đạt được trọn vẹn tất cả những điều này, một người mà đạt được tất cả những điều này thì gọi là người có hiện thực thành công. Thành công trọn vẹn. Thành công trọn vẹn. Và đã thành công mà thành công trên cả ba nền tảng này thì cũng có thể coi là thành công bền vững luôn đó các anh chị. Thông thường thì con người thành công, nhưng câu chuyện cái thành công đó có bền vững hay không lại là một câu chuyện khác, có phải không ạ? Thành công và thành công bền vững là hai câu chuyện khác nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta hướng tới thành công bền vững thì chúng ta cần đủ đầy cả ba cái này. Đủ đầy cả ba cái này. Đủ đầy cả ba cái này. Vậy thì để đơn giản hóa hơn nữa, để mà một người thành công á, thì có hai cái quan trọng. Thứ nhất là làm người thành công. Làm người thành công là người mà người khác thích ở gần. Và cái số 2 là làm việc thành công. Để mà thành công thì có hai cái. Thứ nhất là làm người và thứ hai là làm việc. Để mà thành công thì có hai điều quan trọng. Thứ nhất là làm người và thứ hai là làm việc. Thì làm người thành công là người mà người khác thích ở gần. Thế còn làm việc thành công thì liên quan đến công việc, liên quan đến sự nghiệp rồi. Thì trong mỗi một ngành nghề, trong mỗi một lĩnh vực sẽ có cái định nghĩa khái niệm thành công riêng liên quan đến ngành nghề đó. Thì liên quan đến thành công chúng ta có hai cái trọng điểm là làm người và làm việc. Làm người chiếm 80% thành công và làm việc chiếm 20%. Đây là con số mà các cao nhân, các chuyên gia đưa ra cho chúng ta. Làm người chiếm 80% thành công của một người và làm việc chiếm 20%. Và có một cái câu nói như thế này các anh chị. Làm việc thành công, làm người chưa thành công là thành công tạm thời. Làm việc thành công, làm người chưa thành công là thành công tạm thời. Làm người thành công, làm việc chưa thành công cũng là tạm thời. Làm việc thành công, làm người chưa thành công là thành công tạm thời. Làm người thành công, làm việc chưa thành công cũng là tạm thời. Ý nghĩa ở đây là sao cả nhà?
Ý nghĩa ở đây là sao ạ? Một người mà làm việc thành công nghĩa là làm việc ngon, có sự nghiệp rồi, nhưng mà làm người chưa 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 thành công. Thì theo các anh chị cái thành công đó có bền không? Cái người làm việc mà ngon á, có thành công trong công việc, trong sự nghiệp cơ bản rồi, nhưng mà trong cái khía cạnh làm người chưa ngon, thì theo các anh chị thành công đó có bền không ạ? Chưa bền phải không cả nhà? Thế còn một người mà làm người thành công rồi, các anh chị làm người thành công rồi mà làm việc chưa thành công, thì theo các anh chị á, tại sao lại nói cũng là tạm thời? Bởi vì một người mà làm người thành công rồi thì qua thời gian có đơn giản để làm việc thành công không ạ? Một người làm việc thành làm người thành công có nhiều người khác thích ở gần và ai cũng muốn đến chỉ dạy cho họ, hướng dẫn cho họ, trợ duyên cho họ, tại vì người mà người khác thích ở gần mà. Làm người thành công là người mà người khác thích ở gần á. Thế thì theo các anh chị qua thời gian, ở trong hiện tại người ta làm việc chưa thành công nhưng mà trong thời gian thì khả năng cao là người ta có thể thành công trong công việc không ạ? Nên người làm người thành công mà làm việc chưa thành công thì cũng là tạm thời. Từ từ cũng sẽ thành công à? Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là gì ạ? Cái trọng trọng điểm ở đây, nếu chúng ta mong muốn thành công, nếu để các anh chị chọn, chúng ta sẽ tập trung và dành nhiều cái tâm huyết của mình hơn cho cái việc làm cái gì thành công, giữa làm người và làm việc. Nếu để các anh chị nuôi dạy con cái thì chúng ta sẽ định hướng cho con cái phần nào trước ạ? Dạ. Tại vì làm người thành công thì sau này làm việc cũng sẽ đơn giản để thành công, có phải không ạ? Vậy thì chúng ta thấy được rằng là đối với cái sự thành công của một người ấy, thì làm người là cái việc rất quan trọng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Vậy thì người như thế nào mà người khác thích ở gần? Các anh chị, người như thế nào mà người khác lại thích ở gần? Người có được những cái tố chất gì, người có được những cái tố chất nào thì sẽ là người mà người khác thích ở gần đấy. Người như thế nào mà người khác lại thích ở gần họ? Người như thế nào mà người khác thích ở gần đấy? Làm người thành công là người mà người khác thích ở gần, là chiếm 80% thành công. Vậy thì người như thế nào mà người khác lại thích ở gần? Thì các anh chị thử cùng rà soát giúp Kiên ha. Các anh chị thích ở gần những người như thế nào? Những người có những cái biểu hiện gì thì chúng ta thích ở gần? Vậy thì có phải là chúng ta rất là thích ở gần một người có cái sự vui vẻ không ạ? Có phải không cả nhà? Có phải là cái người mà vui vẻ là người khác thích ở gần không ạ? Người có sự vui vẻ. Người mà mang đến cho chúng ta cái sự vui vẻ. Người mà mang đến cho chúng ta cái sự vui vẻ thì có phải là chúng ta thích ở gần không ạ? Rồi, người mà các anh chị ở cạnh mà người đó mang đến cho các anh chị hy vọng, mang đến cho các anh chị hy vọng thì chúng ta có thích ở gần không ạ? Rồi người mà mang đến cho chúng ta niềm tin, có phải là chúng ta thích ở gần không ạ? Rồi người mang đến cho chúng ta trí tuệ. Chúng ta có thích ở gần một người có sự trân trọng biết ơn chúng ta không anh chị? Một người rất là trân trọng biết ơn chúng ta thì chúng ta có thích ở gần người đó không ạ?
À vậy thì cái người mà có sự trân trọng biết ơn chúng ta cũng thích ở gần. Một cái người mà người khác rất là thích ở gần nữa các anh chị. Đó là người mà các anh chị thấy cái người đó có cái sự yêu thương. Có cái tình yêu thương với con người. Một người có sự bao dung cho chúng ta có thích ở gần không ạ? Người có sự khiêm tốn. Và người có sự chân thật. Thì quan sát con người nói chung đó các anh chị. Các thầy cô, các cao nhân đã tổng hợp cho chúng ta một cái người mà hội tụ được các yếu tố này, một trong số các yếu tố này thì bắt đầu con người thích ở gần. Mỗi một yếu tố này thì sẽ thu hút một nhóm con người ở trong xã hội sẽ thích ở gần cái người mà có những cái điểm này, có những cái đặc điểm này. Nhưng mà một người mà có đủ đầy cả 9 đặc điểm này thì là một người mà bất kỳ ai cũng thích ở gần. Một người mà hội tụ được cả 9 đặc điểm này: vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật, thì người này là cái người mà ai cũng thích ở gần các anh chị. Có một trong số những yếu tố này thì bắt đầu có người thích ở gần. Nhưng mà có cả 9 yếu tố này thì là người mà ai cũng thích ở gần. Và cái người mà có 9 yếu tố này được gọi là người có nhân cách kiện toàn các anh chị. Người có nhân cách kiện toàn. Người có nhân cách kiện toàn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ các cái khái niệm về nhân cách của một người là gì. Rồi chúng ta tìm hiểu xem người giàu nhân cách là người như thế nào và làm sao để chúng ta có thể kiện toàn được nhân cách. Bởi vì cái việc chúng ta kiện toàn được nhân cách và có được đủ đầy cả 9 yếu tố này thì chính là cái việc mà chúng ta trở thành một người làm người thành công. Và khi mà chúng ta trở thành người làm người thành công rồi thì cái việc chúng ta làm việc thành công sẽ rất đơn giản, sẽ ngày càng trở nên đơn giản hơn và là nền tảng để chúng ta thành công bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng cái khái niệm của học phần nhân cách nha cả nhà. Vậy thì nhân cách của một người là gì? Nhân cách của một người là gì? Nhân cách của một người là gì? Chúng ta có khái niệm nha các anh chị. Khái niệm về nhân cách. Nhân cách của một người là tập hợp những trạng thái cảm xúc. Nhân cách của một người là tập hợp những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm. Nhân cách của một người là tập hợp những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm.
Nhân cách của một người là tập hợp những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm. Biểu hiện thông qua hình ảnh tâm trí. Biểu hiện thông qua hình ảnh tâm trí. Biểu hiện thông qua hình ảnh tâm trí. Và giá trị của người đó đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội. Nhân cách của một người là tập hợp những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua hình ảnh tâm trí và giá trị của người đó đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội. Như vậy, chúng ta xác định cùng với nhau nhân cách của một người là gì? Thì nhân cách của một người là tập hợp. Đầu tiên là tập hợp những gì ạ? Tập hợp những trạng thái cảm xúc. Và trạng thái nhận thức. Trạng thái nhận thức, trạng thái cảm xúc. Kiên lại viết hai lần chữ trạng thái cảm xúc rồi. Kiên xin phép các anh chị Kiên đổi tờ giấy mới. Kiên viết lại ha các anh chị. Nhân cách. Nhân cách của một người là tập hợp những trạng thái cảm xúc. Trạng thái cảm xúc là đầu tiên này. Rồi trạng thái nhận thức. Trạng thái nhận thức. Vậy thì hàng ngày trong cuộc sống chúng ta tập hợp những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức về bản thân chúng ta và về những mối quan hệ xung quanh, về con người nói chung các anh chị. Chúng ta có cảm xúc như thế nào với con người xung quanh chúng ta? Chúng ta có những trạng thái nhận thức như thế nào về bản thân và về mối quan hệ xã hội của chúng ta? Về bản thân và về những con người xung quanh chúng ta? Thì từ từ tập hợp lại và dần dần sẽ định hình nên nhân cách của chúng ta. Và biểu hiện thông qua đâu? Biểu hiện thông qua hình ảnh tâm trí. Có hai cái biểu hiện. Biểu hiện thông qua hình ảnh tâm trí. Và giá trị. Trong định nghĩa của chúng ta vừa ghi là giá trị của người đó đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội, đúng không ạ? Nghĩa là giá trị của chúng ta đối với bản thân chúng ta và giá trị của chúng ta đối với những người xung quanh chúng ta, đối với mối quan hệ xã hội của chúng ta. Và giá trị này thì bao gồm có những cái giá trị vật chất và cả giá trị phi vật chất. Kiên xin phép viết tắt. Giá trị ở đây là bao gồm cả giá trị vật chất và giá trị phi vật chất. Vậy thì các anh chị ạ, đây là một khái niệm rất đặc biệt về nhân cách của một con người và cũng giúp cho chúng ta hình dung được quá trình hình thành nên nhân cách của một con người. Hàng ngày trong cuộc sống chúng ta có trạng thái cảm xúc như thế nào về bản thân mình? Chúng ta có trạng thái nhận thức như thế nào về bản thân mình? Cái điều đó sẽ tập hợp lại và định hình nên nhân cách của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta có trạng thái cảm xúc như thế nào về con người xung quanh chúng ta? Khi mà gặp gỡ con người thì chúng ta có những cái trạng thái cảm xúc nào?
Rồi khi các anh chị gặp gỡ con người thì các anh chị có trạng thái nhận thức như thế nào về con người thì cũng định hình nên nhân cách của chúng ta. Và dần dần nó biểu hiện thành hình ảnh tâm trí của chúng ta về bản thân mình và của chúng ta về những người xung quanh chúng ta. Và nó quyết định cái cách mà chúng ta sẽ tạo lập giá trị vật chất hay là phi vật chất đối với chính chúng ta và đối với những người xung quanh. Vậy thì một người mà có trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bản thân là một người tầm thường thì hình ảnh tâm trí sẽ là thấy mình là người tầm thường. Thì theo các anh chị người đó sẽ đối đãi với mình như thế nào ạ? Người đó sẽ tạo lập giá trị với bản thân mình như thế nào? Thấy mình là người bình thường, thấy mình là người tầm thường thì hình như mình cũng không có cần phải quá là yêu thương. Vậy thì sau đó sẽ định hình ra một cái nhân cách, có khả năng sẽ định hình ra một nhân cách là cái người này là người thiếu yêu thương bản thân. Tại vì hình ảnh tâm trí thấy mình là người bình thường, còn theo các anh chị hình ảnh tâm trí của chúng ta là một người cực kỳ có giá trị. Thì chúng ta sẽ làm gì với chúng ta? Mình đâu có tùy tiện hàng ngày đối xử với mình. Đâu có tùy tiện ăn uống ngủ nghỉ hay là làm này làm kia, đâu có tùy tiện để cho người khác đánh giá mình thế này thế kia. Nếu như mình nhận thức được bản thân mình là ai và là một người rất có giá trị. Nên các anh chị, đối với tuyên bố của Mentor Week, các anh chị vừa vào một cái là có cái câu tuyên bố và sáng nào cũng đọc các anh chị, tôi là người có giá trị. Thì ngay lập tức trạng thái cảm xúc và trạng thái nhận thức của mình về mình đã sao rồi các anh chị? Tôi là người có giá trị. Thì từ đó định hình nên hình ảnh tâm trí của chúng ta và hình thành nên cái cách mà chúng ta tạo lập giá trị với chính mình. Đó là một phần. Hàng ngày chúng ta bắt đầu gặp gỡ con người xung quanh chúng ta đang có nhận thức gì về con người? Chúng ta thấy con người có vấn đề hay thấy con người là vốn quý, con người là thầy của chúng ta, hay là chúng ta nhìn thấy con người là người tốt, người xấu? Thì tất cả những cái trạng thái đó, trạng thái nhận thức đó gom lại tạo thành nền tảng của nhân cách của chúng ta. Sau đó mới biểu hiện thành hình ảnh tâm trí của chúng ta về những người xung quanh. Và sau đó quyết định cái cách mà chúng ta đối đãi với người đó. Vậy thì nếu mà ngày hôm nay các anh chị chúng ta coi con của mình nhất là trong tương lai con hoàn toàn có thể trở thành những nguyên thủ quốc gia. Trong tương lai con hoàn toàn có thể trở thành những ông chủ của những tập đoàn và tạo ra rất nhiều giá trị. Thì theo các anh chị sẽ làm gì với con ạ? Cả nhà, mình sẽ làm gì với con? Có phải mình sẽ rất quan tâm, yêu thương, chăm sóc rồi bồi dưỡng cho con rất là dụng tâm cho con trong quá trình học tập và trưởng thành không ạ? Thì lúc đó người ta sẽ nhìn vào cái cách mà các anh chị đối đãi đó, người ta nói rằng gì? Ồ, thấy các anh chị yêu thương quá à, thấy yêu thương con cái quá à. Thì lúc đó các anh chị bộc lộ ra nhân cách yêu thương. Và với ba mẹ, với những người thân yêu, với bạn bè cũng vậy. Nếu mà chúng ta nhận thức được là tất cả con người xung quanh của chúng ta là nhân tài, thì cảm xúc của chúng ta khi gặp gỡ những người đó là gì ạ? Có phải là rất trân trọng không ạ? Hình ảnh của chúng ta cũng là hình ảnh đẹp liên quan đến cái người đó. Và từ đó cái cách mà chúng ta tạo lập giá trị với những người xung quanh cũng là sao ạ? Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, vui vẻ. Thế vậy thì suy ra nếu mà chúng ta có một cái trạng thái là khó chịu với những người xung quanh, thì quay trở lại là chúng ta hình như chúng ta đã giữ hình gì đó không có đẹp về người đó rồi, chúng ta mới tạo giá trị như vậy. Chúng ta mới chọn cái cách đó. Và sâu xa bên trong là do cái trạng thái nhận thức, trạng thái cảm xúc mà chúng ta đã lưu giữ về người đó trong quá trình chúng ta tương tác. Vậy thì hàng ngày chúng ta quyết định lựa chọn cái trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức như thế nào về con người sẽ quyết định nhân cách của chúng ta trong tương lai các anh chị. Sâu xa là như vậy. Thông thường ở ngoài xã hội người ta đang nói về nhân cách của một người định hình như thế nào thì người ta chỉ nhìn qua cái cách người đó đối xử thôi. Bởi vì nhân cách nếu mà hiểu một cách đơn giản á, các anh chị chiết tự ra giúp Kiên cái từ Hán Việt á, nhân cách thì nhân cách là gì ạ? Nhân là con người, cách là cách thức. Thế thì nhân cách có thể hiểu đơn giản là cách đối nhân xử thế. Nhân cách hiểu đơn giản là cách đối nhân xử thế. Nhân cách hiểu rất đơn giản là cách chúng ta đối nhân xử thế. Đối đãi với con người và ứng xử với những cái tình huống trong cuộc sống. Thì hiểu rất đơn giản với nhân cách như vậy. Nhưng mà chiều sâu kìa, chiều sâu nhân cách của con người định hình do đâu? Từ đâu mà con người cho ra cái cách đối đãi đó? Từ đâu mà con người cho ra cái cách gọi là xử thế, ứng xử với từng tình huống như vậy? Thì sâu xa là do trạng thái cảm xúc và trạng thái nhận thức bên trong nội tâm. Trạng thái cảm xúc về chính bản thân họ, trạng thái cảm xúc về những người xung quanh, trạng thái nhận thức về chính bản thân họ và trạng thái nhận thức về những người xung quanh chúng ta.
Vậy thì nếu biết được điều này mà chúng ta muốn định hình nên nhân cách tốt với các anh chị, những nhân cách tốt, nhân cách mà người khác thích ở gần, thì hàng ngày chúng ta cần phải làm gì ạ? Chúng ta có ghi nhận vào trong tâm thức của mình, vào trong tâm trí của mình, chúng ta có lưu giữ những cái trạng thái gọi là bất lợi về con người không cả nhà? Tại vì trong tương lai nó sẽ thành cái nhân cách của chúng ta, và nó đại diện cho cái cách làm người của chúng ta đó cả nhà. Nên mình hiểu lầm là mình bảo là người đó đối xử với tôi như thế nên là tôi sẽ đối xử lại như vậy. Nhưng mà không biết được rằng rằng là sâu xa là đến từ cái việc mình đã có trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức như thế nào về con người đó. Và cái đó nó lại trở thành nhân cách của mình chứ lại. Dạ. Cả nhà mình hình dung ra chỗ này không ạ? Cái cách chúng ta nhìn nhận về con người, cái cách mà chúng ta có cái cảm xúc gì với con người là qua thời gian nó lưu giữ lại, tập hợp lại và nó định hình lên nhân cách của chính mình. Nên các anh chị, hàng ngày chúng ta vui vẻ với con người, vui vẻ với chính mình, vui vẻ với con người, thường xuyên lưu giữ trạng thái nhận thức và trạng thái cảm xúc như vậy, thì qua thời gian chúng ta định hình nên nhân cách vui vẻ, gặp gỡ con người là chúng ta sẽ vui vẻ. Hàng ngày chúng ta ghi nhận vào trong tâm thức của mình những cái hình ảnh về sự vui vẻ giữa con người với con người, thì qua thời gian gặp gỡ con người chúng ta cũng sẽ đối đãi bằng cái sự vui vẻ. Các anh chị có thấy rằng là kể từ ngày mình bước chân vô học lớp nội tâm, nếu các anh chị đã là những người học tập nhiều khóa, các anh chị có cảm giác mình đã trở nên vui vẻ hơn không? Cả nhà. Vậy thì có phải là hàng ngày mình đang được tập hợp, mình được lưu giữ những cái trạng thái, những con người mà có cái sự vui vẻ không ạ? Ồ, rất là vui vẻ, rất là trân trọng biết ơn, nói những cái lời rất là yêu thương rồi mang đến hy vọng và niềm tin. Ngày nào mình cũng nhìn thấy những con người như vậy, và mình lưu giữ được những trạng thái cảm xúc và trạng thái nhận thức. Thế dần dần nó bộc lộ ra bên ngoài là chúng ta cũng thấy chúng ta trở nên vui vẻ hơn. Rất nhiều anh chị nói rằng là sau khi tham gia học tập thì gặp gỡ những người thân yêu xung quanh, người ta bảo là ố, dạo này làm gì mà sao thấy vui vẻ, thấy gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, thấy yêu thương cuộc đời hơn, thấy đẹp lên. Tại vì nhân cách của chúng ta từ từ đã định hình thông qua việc chúng ta thay đổi trạng thái cảm xúc và trạng thái nhận thức, nên sau đó nó bộc lộ ra bên ngoài. Vậy thì để chúng ta có thể xây dựng được nhân cách mà làm giàu nhân cách, kiện toàn nhân cách để người khác thích ở gần đó, một trong số những cái nhận thức rất quan trọng đó là nhận thức nội tâm về con người. Trong lộ trình này, kỳ vọng rằng chúng ta cũng sẽ được nhận chuyển giao về một cái lộ trình, một cái học phần gọi là nhận thức đủ đầy về con người. Thì khi mà chúng ta có được nhận thức đủ đầy về con người, chúng ta rất đơn giản để kiện toàn nhân cách. Vài buổi tới á, khả năng là chúng ta sẽ được nhận về học phần này. Nhưng trước mắt, hôm nay chúng ta có khái niệm về nhân cách. Chúng ta có khái niệm về người giàu nhân cách trước một cái. Sau đó thì tới buổi sau chúng ta sẽ biết cách là sao ạ. Ồ, học học phần đó thật là ngon nha các anh chị. Học học phần đó thật là ngon, để từ đó trở đi mình có trạng thái nhận thức và trạng thái cảm xúc đủ đầy về con người. Thì chính thức giây phút đó trở đi, chúng ta sẽ rất đơn giản để kiện toàn nhân cách của mình. Còn hôm nay chúng ta trước mắt, chúng ta nắm bắt về mặt khái niệm trước, cái quá trình hình thành nên nhân cách của một con người. Và nếu mà ứng dụng ở trong giáo dục con cái, chúng ta cũng biết rằng là cái nhân cách của con được định hình thông qua những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức của con với con người xung quanh. Và hàng ngày những cái cảm xúc của chúng ta, những cái mà chúng ta bộc lộ ra bên ngoài, những cái chúng ta ứng xử hàng ngày sẽ nhập vào bên trong của con, sẽ định hình thành hình ảnh tâm trí, từ từ nó định hình nhân cách của con đó các anh chị. Những giai đoạn đầu đời là những giai đoạn mà các nhà khoa học nghiên cứu rằng là những giai đoạn thời điểm vàng để định hình lên nhân cách của con. Thì nếu mà chúng ta hiểu được cái quá trình này thì chúng ta cũng sẽ rất là chủ động để tạo lập những bối cảnh để giúp cho con có thể có được cái nhân cách tốt. Tập hợp trạng thái cảm xúc và trạng thái cảm nhận thức về con người.
thì sẽ định hình nên nhân cách của chúng ta. Đó là cái sự hình thành của nhân cách và khái niệm nhân cách. Vậy thì người giàu nhân cách là người như thế nào? Người giàu nhân cách là người như thế nào thì chúng ta có khái niệm về người giàu nhân cách nha cả nhà. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn. Là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc. Là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc. Trạng thái nhận thức bên trong nội tâm. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm. Biểu hiện thông qua biểu hiện biểu hiện thông qua biểu hiện thông qua sự vui vẻ. Biểu hiện thông qua sự vui vẻ. Hy vọng. Niềm tin. Trí tuệ. Trân trọng biết ơn. Yêu thương. Bao dung. Khiêm tốn. Chân thật.
Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân. Và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Các anh chị tự đọc lại định nghĩa này một vài lần cùng với kênh được không ạ? Để chúng ta sẽ nhớ luôn. Đây là một định nghĩa rất là quan trọng. Chúng ta sẽ nhớ luôn, chúng ta sẽ ghi nhớ luôn định nghĩa này ngay trong khóa học này được không ạ? Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn, đó là một ý đầu tiên mà chúng ta cần nắm. Chúng ta sẽ cắt ra thành từng ý cả nhà. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn, đó là một ý. Tiếp theo là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức nội tâm là một ý nữa. Nghĩa là khi nhắc đến người giàu nhân cách thì chúng ta sẽ bắt đầu nói sao ạ? Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn. Đó là ý đầu tiên. Là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm. Đó là ý thứ hai. Biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật là một ý nữa. Và ý cuối cùng là đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Chúng ta có thể tách thành bốn ý như vậy để các anh chị đơn giản nắm bắt. Còn sau này các anh chị đọc nhanh và chúng ta đọc nhiều thì định nghĩa này sẽ đi vào sâu bên trong chúng ta. Nhắc đến cái là chúng ta có liền. Tại vì cái này rất quan trọng các anh chị. Tại vì nó góp phần định hình nhân cách của chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta có khái niệm cái, bắt đầu chúng ta mới đi ra ngoài, chúng ta quan sát con người xung quanh chúng ta. Ồ, cái người này có sự vui vẻ này. Ồ, cái người này mang lại hy vọng cho người khác này. Ồ, người này thấy có trí tuệ quá ta. Ồ, người này có yêu thương. Người này có sự bao dung. Người này khiêm tốn quá. Và người này, tôi thấy người này chân thật. Thì chính vì cái việc chúng ta có khái niệm, bắt đầu chúng ta ghi nhận như vậy, thì dần dần có phải là chúng ta đang tập hợp những trạng thái cảm xúc và trạng thái nhận thức liên quan đến con người xung quanh không ạ? Và chính cái đó góp lại, gom lại và tạo nên nhân cách của chúng ta. Vậy thì cái việc mà chúng ta nắm chắc được khái niệm rất quan trọng ha cả nhà. Kiên xin đọc vài lần cùng với cả nhà. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó.
Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Ngày mai lúc đầu giờ, Kiên vẫn có cơ hội đồng hành với các anh chị trong ngày mai và ngày kia. Kiên xin nhờ các anh chị ngày mai giao lưu đầu giờ chúng ta có một cái thử thách như thế này một chút xíu, đó là làm sao chúng ta đọc định nghĩa này trong một hơi, không ngắt, không ngừng, không ậm ừ. Đó là thử thách đầu tiên. Thử thách số 2 là trong một hơi mà các anh chị đọc được định nghĩa này 2 lần là cấp độ 2 của thử thách, và cấp độ 3 là các anh chị có thể đọc một hơi được 3 lần định nghĩa này. Cái lấy ví dụ như sau, ví dụ đọc một hơi là sao ạ? Không ngắt nghỉ, không có dừng lại. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Một lần không ngừng nghỉ. Nhưng thử thách cấp độ 2 là gì ạ? 2 lần rồi 3 lần. Các anh chị có nhận lời thử thách không? Cả nhà. Qua học lớp thay gân đổi cốt để lấy hơi. Dạ đúng rồi, ngày mai các anh chị qua học lớp thay gân đổi cốt. Cái xong thì đầu giờ tối 7 giờ chúng ta lên chúng ta giao lưu nha cả nhà. Có ai nhận thử thách không ạ? Mình hào hứng xíu, mình học tập vừa có những cái vui vẻ đúng không ạ? Tăng thêm nhân cách vui vẻ đúng không ạ? Dạ, Kiên nhìn thấy rất nhiều người nhận rồi, Kiên nhớ tên các anh chị rồi. Rồi mai chờ các anh chị lên giơ tay nha. Mỗi một người chúng ta có 3 lần nói thôi. Vấp lần nào là tính làm sao ạ? Giống như chơi chơi game á, mình có một mạng. Vấp một cái là mình sao ạ? Tính một mạng. Vấp một cái là tính một mạng và có 3 mạng thôi. Hết 3 mạng là tự off mic xuống mời người khác lên đúng không ạ? Có được không cả nhà? Mình vui vẻ chút xíu được không ạ? Vui vẻ nhưng sẽ có rất là có giá trị. Nhận lời ha cả nhà. Vậy mai đầu giờ 7 giờ Kiên lên cái. Thì thay vì bài học tâm đắc ngộ ra thì đây cũng là một dạng bài học tâm đắc ngộ ra. Thì các anh chị giơ tay lên phát biểu gì thì phát biểu, Kiên không biết. Ngày mai mà lên cái là Kiên sẽ mời đọc định nghĩa người giàu nhân cách. Không nhìn tài liệu, không nhìn tài liệu, đọc trong một hơi không vấp. Level 1 đọc một lần, level 2 đọc 2 lần trên một hơi, và level 3 là đọc 3 lần trên một hơi. Mọi người nhận đi xem mọi người ở cấp độ mấy để mình biết đường mai mình luyện tập. Các anh chị thử xem. Không, không nhìn tài liệu chứ. 1,5 là hết hơi ạ. À. À, chị Phan Hòa đọc được 2 lần. Ồ, có người đọc được 3 luôn này. Thôi mình để dành thời gian mình luyện trước, mai mình lên sân khấu. Nhận kèo hả cả nhà? Thì đây là khái niệm mà chúng ta sẽ, đây là một khái niệm rất quan trọng, đây là một khái niệm rất là quan trọng mà chúng ta sẽ cần nắm bắt. Giàu nhân cách. Có người nhận cấp độ 3 luôn kìa.
Còn đây sẽ là đồ hình để chúng ta đơn giản hóa. Đồ hình vừa rồi thì là khái niệm đầy đủ cho chúng ta về khái niệm, về định nghĩa người giàu nhân cách. Còn để đơn giản hóa hơn thì chúng ta sẽ nhìn vào đồ hình này. Đó là người mà tập hợp đủ đầy được 9 yếu tố: vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. 9 cái như chúng ta đọc trong một hơi một từ. Các anh chị có thể tập cái này trước, được không ạ? Các anh chị có thể tập cái này trước. Các anh chị có thể tập cái này trước. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Đó, mình có thể tập cái này trước. Thì người như thế này được gọi là người có nhân cách kiện toàn. Và cái quá trình mà chúng ta bồi dưỡng tất cả những yếu tố này thì chúng ta được gọi là quá trình chúng ta kiện toàn nhân cách. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta ở đây, chúng ta đang phấn đấu là sao ạ? Mình làm giàu nhân cách và mình kiện toàn nhân cách. Mình phấn đấu, mình làm giàu nhân cách và kiện toàn nhân cách. Thì cái quá trình chúng ta bồi dưỡng 9 yếu tố này và biểu hiện được ra bên ngoài 9 yếu tố này và người khác có thể cảm thụ, cảm nhận được thì chính thức là quá trình chúng ta kiện toàn nhân cách của mình. Còn người đạt được tất cả những điều này thì được gọi là người có nhân cách kiện toàn. Nhưng thôi, chúng ta cũng sẽ sao ạ? Có cái nhân cách khiêm tốn thì chúng ta gọi là chúng ta đang trong quá trình kiện toàn nhân cách. Và có một cái đặc điểm rất quan trọng của nhân cách, đó là theo các anh chị, bản thân chúng ta tự nhận chúng ta có cái một trong số những nhân cách này có được không ạ? Ví dụ, chúng ta tự nhận mình là người vui vẻ được không? Các bạn là tôi là người vui vẻ này, tôi là người vui vẻ lắm. Tôi là người vui vẻ. Có được không cả nhà? Ồ, các bạn à, tôi là người khiêm tốn, tôi rất là khiêm tốn. Ồ, tôi yêu thương lắm, tôi yêu thương lắm, tôi rất là yêu thương. Tôi là người có trí tuệ này. Thì các anh chị, một trong số những bí mật của nhân cách đó là gì? Nhân cách không có do chúng ta tự đánh giá, tự nhận xét về mình, mà nhân cách của chúng ta lại là do người khác đánh giá. Nhân cách của chúng ta không có tự mình đánh giá về mình được, mà là do người khác đánh giá. Nhưng xuất phát từ nhận thức của chúng ta, gốc rễ là xuất phát từ nhận thức, chúng ta có nhận thức. Ồ, chúng ta cũng phải có nhận thức mình là người vui vẻ, mình là người có sự hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Thì cái đó nó thuộc về nhận thức. Nhưng mình lại, khi mà mình nói ra, mình đánh giá ra bên ngoài cái thì lại gãy. Mình có nhận thức, nhưng mình không thể tự đánh giá về mình được. Mình không thể tự nói là mình có sự vui vẻ được. Mà người khác đánh giá mình là người vui vẻ thì được. Cả nhà hình dung ra chỗ này không ạ? Nên nhân cách của chúng ta thì không đại diện, không do chúng ta tự đánh giá, tự nói về mình không có được, mà nhân cách của chúng ta là do người khác đánh giá. Nhưng nhân là đến từ mình, gốc rễ đến từ mình, đến từ trạng thái nhận thức và trạng thái cảm xúc của chúng ta. Vậy thì khi mà càng nhiều con người đánh giá chúng ta, càng nhiều con người đánh giá chúng ta, càng nhiều con người thấy rằng chúng ta có sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, hay là yêu thương, hay bao dung, hay khiêm tốn, hay chân thật, càng nhiều người nói về chúng ta, càng nhiều người nhận xét về chúng ta theo một chiều hướng nào đó, thì lúc này tạo nên nhân hiệu của một người, các anh chị. Càng nhiều người đánh giá và nhận xét về một con người và định vị người đó là ai, thì người đó lúc này chúng ta từ từ sẽ hình thành nên nhân hiệu. Khi mà càng ngày càng nhiều người, càng đông người, đến hàng ngàn, hàng vạn người, hàng triệu người đánh giá về một người như vậy, thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu định hình nên nhân hiệu. Nên nhân cách chính là nền tảng của nhân hiệu. Nhân cách chính là nền tảng của nhân hiệu. Hay nói một cách khác, đó chính là thương hiệu cá nhân đấy các anh chị. Các anh chị có nghe cái từ khóa thương hiệu cá nhân không ạ? Các anh chị có thấy là nhiều người á, có một số người thì họ thường xuyên lưu giữ cái trạng thái cảm xúc là giận dữ, sân si với những người xung quanh. Có một số người là cái trạng thái của họ thường xuyên lưu giữ, cái trạng thái cảm xúc của họ thường xuyên lưu giữ trong nội tâm á, là bực bội, khó chịu, giận dữ, phân sân si, nóng tính.
thì có phải là qua thời gian là những người xung quanh đánh giá nhận xét người đó là người có cái nhân cách sao ạ? Người đó tính cách người đó hơi cọc. Tính người đó hơi cọc cắn á. Có phải không ạ? Vậy thì do chúng ta lưu giữ thường xuyên cái trạng thái cảm xúc gì, trạng thái nhận thức gì mà từ từ qua thời gian những người xung quanh chúng ta tiếp xúc với chúng ta và họ sẽ lưu giữ cái đó, họ lưu giữ cái tấm hình đó về mình. Và càng nhiều người giữ hình về mình thì cái nhân cách của mình được định vị, và càng nhiều 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 người hơn nữa thì lúc này nó thành nhân hiệu. Vậy thì hiểu theo một cách rất đơn giản, nhân cách hay nhân hiệu nó chính là cái sự lưu giữ hình ảnh tâm trí. Chúng ta cũng lưu hình về chúng ta. Và những người xung quanh chúng ta, càng nhiều người lưu hình về chúng ta như thế nào, càng nhiều người có cái tấm hình về chúng ta như thế nào thì nhân cách của chúng ta lại định hình theo chiều hướng đó. Nhưng nhân sâu lại đến từ chính chúng ta. Chúng ta thường xuyên lưu giữ trạng thái nhận thức gì về con người? Chúng ta thường xuyên lưu giữ trạng thái cảm xúc gì về con người mà những người xung quanh chúng ta sẽ lưu cái hình đó? Vậy thì định hướng của chúng ta là làm sao lưu giữ được những trạng thái nhận thức, trạng thái cảm xúc liên quan đến chín yếu tố này. Thường xuyên lưu giữ thì những người xung quanh chúng ta từ từ sẽ nhìn nhận, sẽ lưu những cái tấm hình liên quan đến chín yếu tố này đối với chúng ta, và người ta sẽ đánh giá chúng ta là người có sự vui vẻ hay là có sự hy vọng, có niềm tin, có trí tuệ, có trân trọng biết ơn, có sự yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật. Có một cái thuật ngữ như thế này các anh chị, đó là thống nhất nhân cách và phân mảnh nhân cách. Thì những trường hợp mà phân mảnh nhân cách là sao? Ví dụ như thế này các anh chị. Ví dụ như có những người thì đối với những người mà họ gặp mà những người đó là những người sang trọng á, thì họ bộc lộ ra là họ sao ạ? Rất là chỉn chu, họ rất là quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Nhưng mà với một số người khác thì họ lại bộc lộ ra cái nhân cách là sao ạ? Họ cũng vô tâm, hay là họ cũng không có quan tâm, họ cũng đối xử một cách làm sao ạ? Cũng không có trân trọng những người đó. Thậm chí là sân si giận dữ với những người đó. Còn đối với những người sang, những người hơn họ thì họ lại đối xử sao ạ? Rất là kính lễ. Có những người thì ở cơ quan, đi ra bên ngoài xã hội thì rất là sao ạ? Rất là nhẹ nhàng, nhu mì, nhưng mà khi ở nhà thì lại rất là giận dữ và sân si với những người thân yêu. Thì người ta đánh giá những người đó là những người về thuật ngữ chuyên môn của nội tâm của chúng ta gọi là những người đã bị phân mảnh cái nhân cách. Ngày hôm nay bộc lộ cái cảm xúc theo kiểu này, ngày mai lại bộc lộ cảm xúc kiểu khác. Thì nhân cách không có đồng nhất và bị phân mảnh. Và cuối cùng là khi mà phân mảnh nhân cách như vậy thì những người xung quanh chúng ta cũng không có biết chúng ta là ai hết. Tại vì không đồng nhất. Nên là họ cũng không biết là lan tỏa hình ảnh của mình như thế nào, họ cũng chẳng dám quảng bá mình luôn. Tại vì nhân cách không đồng nhất, hôm nay thì họ thấy mình như thế này, mai họ lại thấy mình cái khác với cả nhà. Có hôm thì thấy mình cũng vui vẻ, nhưng có hôm thì thấy mình cũng khó chịu bực bội, và cứ liên tục như vậy. Phân mảnh nha các anh chị, phân mảnh ấy. Phân thành nhiều mảnh. Và nhân cách không được thống nhất ấy. Nhân cách phân mảnh nguyên nhân vì sao là do chúng ta hàng ngày cái trạng thái cảm xúc và trạng thái nhận thức của chúng ta về con người á, nó dao động lúc thế này lúc thế kia, nó không thống nhất, nên là bên ngoài người ta cũng nhìn thấy nó không thống nhất. Cả nhà có hình dung không ạ? Đi làm chúng ta bộc lộ một nhân cách, về nhà chúng ta bộc lộ một nhân cách, đối với con chúng ta bộc lộ một nhân cách, đối với những người ở ngoài xã hội chúng ta bộc lộ một nhân cách, thì như vậy là bị phân mảnh. Và ví nhân cách như là cái lớp áo, như là cái áo mà con người khoác lên để bắt đầu đến nơi này hay đến nơi kia, thì một cái người mà có phải nhiều con người gặp cái này lắm các anh chị. Các anh chị có cảm giác là đâu đó hình như mình đi đến môi trường này mình lại phải mặc cái áo này, đi đến môi trường kia thì mình lại phải mặc cái áo kia cho phù hợp á. Thì cái này một phần nào đó cũng có hiệu quả, nhưng mà có một cái cách khôn ngoan hơn, đó là chúng ta chỉ cần mặc có đúng một cái áo thôi, đi đến đâu cũng nhiều người khác thích ở gần. Đó chính là việc chúng ta thống nhất nhân cách trên 9 yếu tố là vui vẻ,
hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật. Chúng ta định vị mình là người có 9 nhân cách kiện toàn này và chúng ta phấn đấu kiện toàn nhân cách của mình thông qua việc kiện toàn 9 yếu tố này. Thì lúc này chúng ta sẽ thống nhất được nhân cách các anh chị. Và theo các anh chị, một người mà có 9 yếu tố này thì có phải là đi đến đâu cũng chỉ cần mang theo 9 yếu tố này không ạ? Thì người khác rất là thích ở gần, người khác rất đơn giản để người khác quý mến, tin tưởng và xây dựng được những mối quan hệ thân thiết. Và nhân cách kiện toàn chính là nền tảng để chúng ta xây dựng một cái nhân hiệu, một cái thương hiệu cá nhân rất là bền vững. Thay vì việc là chúng ta phải cố gắng tỏ ra như thế này hay cố gắng tỏ ra như thế kia ở trong bối cảnh này hay ở trong bối cảnh kia, thì làm sao chúng ta bồi dưỡng được 9 nhân cách kiện toàn này, kiện toàn 9 nhân cách này, thì từ từ qua thời gian chúng ta thống nhất được nhân cách của mình. Và người khác sẽ rất là đơn giản thấy chúng ta là một người rất là sao ạ? Đơn giản, dễ hiểu. Còn tại sao một người mà bị người khác đánh giá là người này khó hiểu quá à? Tại sao? Tại sao mà người khác lại đánh giá chúng ta khó hiểu và người khác không biết chúng ta có nhân cách gì nữa? Thì có nghĩa là trước đó mình đã bộc lộ những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức không đồng nhất. Hôm nay mình bộc lộ kiểu này, mai mình lại bộc lộ kiểu kia và thay đổi tối ngày sáng đêm. Nên nhân cách của chúng ta nó bị phân mảnh. Sau đó cái hình ảnh của chúng ta trong tâm trí của người khác nó không rõ nét. Thì các anh chị để ý, có phải là những người mà họ nổi tiếng á, nhân cách của họ tương đối đồng nhất, tương đối đồng nhất. Phong cách của họ ra sao, như thế nào là tương đối đồng nhất, nên chúng ta người ta dễ đơn giản để định hình cái hình ảnh người khác đối với định hình được hình ảnh của họ trong tâm trí của người khác. Thậm chí có những người họ xây dựng một cái nhân cách để mà họ tìm cách để họ trở thành người nổi tiếng ấy các anh chị. Các anh chị để ý là người ta còn xây dựng những nhân cách trái chiều không ạ? Người ta xây dựng hẳn một cái nhân cách trái chiều luôn á. Nhưng mình thì mình không đi theo cái con đường đó. Mình có cái con đường khác. Đó là mình sẽ được các cao nhân chỉ điểm là chúng ta kiện toàn 9 nhân cách này. Thì từ từ qua thời gian chúng ta sẽ xây dựng được một nhân hiệu rất là bền vững. Xin phép cả nhà là chúng ta không có nhắc tên ai nha cả nhà. Chúng ta không có nhắc tên ai. Do sự lựa chọn của mỗi người thôi. Ở đây là chúng ta được các cao nhân chỉ điểm. Anh chị nào thấy phù hợp thì mình sẽ định hình nhân cách của mình. Chứ còn các anh chị đang có xây dựng nhân cách gì nó không có vấn đề gì hết trơn nha cả nhà. Nhưng nếu mà các anh chị cảm giác được cái này phù hợp với mình và mình muốn trở thành một người mà người khác thích ở gần á, thì các anh chị làm những điều này. Và cái nhân cách của chúng ta có để ý trong định nghĩa không ạ? Được biểu hiện thông qua hình ảnh tâm trí và giá trị của người đó đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội. Thì hiện tại con người nói chung đang xây dựng nhân hiệu dựa trên cái hình ảnh tâm trí là mọi người đã làm cái này rồi. Tìm nhiều cách để mình lưu vào hình ảnh tâm trí, tìm những cái cách giật gân hay là tìm những cái cách gây sốc để mà tạo nên hình ảnh tâm trí đậm nét ở trong trong tâm trí của người khác để khiến cho mình trở nên sao ạ? Có cái sự nổi tiếng. Tuy nhiên, cái câu chuyện ở đây, câu chuyện thứ hai là cái giá trị thực sự mà chúng ta mang đến cho những con người xung quanh là gì? Nó mới quyết định cái thương hiệu cá nhân của chúng ta, hay nói cách khác là thương hiệu, hay nói cách khác là nhân hiệu của chúng ta. Vậy nên không chỉ chúng ta chỉ có hình ảnh tâm trí mà chúng ta cần phải hướng tới những cái giá trị thực, giá trị tạo lập cho con người. Thì khi mà chúng ta có hình ảnh tâm trí tốt được lưu giữ trong tâm trí của người khác và nhiều người giữ hình tốt về chúng ta, cộng với việc là chúng ta thực sự tạo được ra giá trị cho con người, giá trị thực cho con người, lúc này chúng ta sẽ định hình nên một nhân cách tốt và bền vững. Trong kinh doanh làm ăn hiện tại người ta đang đánh giá rất cao nhân hiệu đó các anh chị có để ý không ạ? Các doanh nghiệp mà tồn tại lâu đời nhất các anh chị được biết trong cái phạm vi các anh chị biết thì các anh chị biết đến doanh nghiệp tồn tại nào là doanh nghiệp tồn tại lâu đời nhất ạ? Doanh nghiệp mà các anh chị biết tồn tại được bao nhiêu năm? Những thương hiệu mạnh nhất, thương hiệu doanh nghiệp mạnh nhất là các anh chị trong câu chuyện các anh chị được biết là họ tồn tại bao nhiêu năm? Những doanh nghiệp nổi tiếng nhất trên thế giới và thậm chí cả trên lịch sử mà các anh chị được biết đến cái câu chuyện của thương hiệu á, thì các anh chị biết đến thương hiệu nào và tồn tại bao nhiêu năm? Có những thương hiệu đã tồn tại trên thế kỷ phải không ạ? Vài trăm năm. Nhưng các anh chị hiểu,
Có một cái loại thương hiệu mà có thể tồn tại đến cả hàng ngàn năm và con người vẫn nhớ. Đó chính là nhân hiệu. Các anh chị có để ý không ạ? Rất nhiều doanh nghiệp mạnh, họ tồn tại lên đến cả trăm năm. Có nhiều gia tộc đến vài trăm năm. Có những trường học vài trăm năm rồi. Đó là những thương hiệu rất mạnh. Nhưng mà quan sát lịch sử thì các anh chị có thấy được rằng là nhân hiệu là một loại thương hiệu cực mạnh không ạ? Bởi vì có những người hàng trăm năm rồi, hàng ngàn năm rồi chúng ta vẫn nhắc tên. Tại sao? Hình ảnh của họ vẫn được phác họa trong những bức tranh, vẫn được nhắc đến thường xuyên. Tại vì họ để lại những giá trị lâu đời cho con người các anh chị. Họ để lại những cái giá trị bền vững và con người kể cả đời sau vẫn nhận được giá trị từ họ. Những bậc vĩ nhân đó các anh chị. Những câu chuyện của họ, những cái triết lý của họ, những quan niệm sống của họ vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Và đó là nhân hiệu. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta kỳ vọng rằng chúng ta cũng muốn trở thành một người xây dựng được nhân hiệu, kiện toàn nhân cách của mình. Và nếu mà các anh chị có nhân hiệu thì theo các anh chị, chúng ta có đơn giản để mà nếu mà chúng ta xét trong cái phạm vi là kinh doanh làm ăn mà chúng ta có nhân hiệu. Nếu mà chúng ta kinh doanh làm ăn mà chúng ta xây dựng nhân hiệu, xây dựng thương hiệu thì khi mà chúng ta chuyển qua sản phẩm khác thì hầu như có khi chúng ta lại phải xây lại từ đầu. Nhưng một người mà xây nhân hiệu rồi thì có phải là hôm nay người ta kinh doanh cái này, mai người ta chuyển qua cái khác. Nhưng quan trọng là khách hàng vẫn nhớ đến mình, người ta vẫn sẽ ủng hộ. Đó là một cách khôn ngoan để xây dựng kinh doanh thông qua việc xây dựng nhân hiệu. Còn nếu nói đến việc chúng ta muốn giúp đỡ cho con người thì cái việc mà chúng ta có nhân hiệu, nhiều người khác biết đến chúng ta và người ta lại còn thích ở gần mình, thì chúng ta có phải là đơn giản để giúp đỡ cho người khác không ạ? Đơn giản để giúp đỡ người khác và giúp được nhiều người thông qua cái việc là chúng ta xây dựng được nhân hiệu, chúng ta trở thành một người mà người khác thích ở gần. Nền tảng chính là 9 nhân cách kiện toàn. Nền tảng chính là 9 nhân cách kiện toàn các anh chị. Và một môi trường các anh chị, chúng ta xây dựng môi trường ở đây, các anh chị có anh chị nào đang là lãnh đạo của các tổ chức, các doanh nghiệp không ạ? Thì nếu mà một môi trường mà chúng ta xây dựng được mà có cả 9 yếu tố này thì được gọi là một môi trường mà người khác thích ở gần. Một doanh nghiệp có 9 yếu tố này thì là một doanh nghiệp mà nhân sự họ thích ở gần. Hay nói cách khác là chúng ta xây dựng được môi trường tốt trong tổ chức của chúng ta, trong doanh nghiệp của chúng ta. Và một tổ chức mà hầu như anh chị nào cũng tham gia đó chính là tổ chức gia đình của các anh chị. Tổ chức gia đình ấy, mà gia đình của các anh chị mà có 9 yếu tố này thì gia đình đó là gia đình mà những người trong gia đình sẽ thích ở gần, sẽ thích trở về. Môi trường nào mà có được những yếu tố này thì môi trường đó thu hút được con người. Vậy các anh chị bước vô học tập ở MIT á, các anh chị tham gia vào trong các lớp học, các anh chị có cảm nhận thấy rằng là khi mà học tập các anh chị có cái sự vui vẻ không ạ? Các thầy cô có sự vui vẻ không các anh chị? Các anh chị có nhận được sự vui vẻ khi tham gia lớp học không ạ? Rồi các anh chị có cảm giác mình có hy vọng hơn trong cuộc sống không? Mình có niềm tin hơn không? Niềm tin vào bản thân, niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống đang được lan tỏa. Rồi mình cảm giác được mình trí tuệ hơn không cả nhà? Mình nâng được tầng bậc nhận thức của mình, vượt thoát được các vấn nạn phát sinh không ạ? Ồ, mình thấy nơi này có sự trân trọng biết ơn không ạ? Và khi mình đến với nơi này, mình có thấy rằng sự trân trọng biết ơn ở trong mình tăng trưởng hơn không ạ? Ồ, các lớp học các anh chị có cảm giác được cái sự yêu thương từ các thầy cô không cả nhà? Và chúng ta có cảm giác được khi tham gia vào đây chúng ta thấy rằng là bản thân mình cũng yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương con người nhiều hơn. Rồi mình có cảm giác được có sự bao dung không ạ? Rồi các anh chị có cảm giác được môi trường này có sự khiêm tốn không các anh chị? Và sự chân thật. Môi trường có sự chân thật là sao ạ? Ồ, môi trường mà có sự chân thật là cái môi trường á, hiểu một cách đơn giản là môi trường mà nơi đó con người sống mà họ không cần phải có cái vỏ bọc gì hết trơn á. Họ được sống thật với chính mình. Họ không có ngại bị đánh giá hay là phán xét. Môi trường mà có cái sự chân thật là con người rất là đơn giản để họ có thể thổ lộ những cái gì ở sâu bên trong, nội tâm bên trong lòng của họ.
Các anh chị có từng bước vào lớp học nào đó ngày xưa khi Kiên bước vào lớp học nội tâm trong những cái khóa đầu tiên á? Ồ, Kiên bảo, ồ, tại sao có một cái nơi nào đó mà thấy mọi người lên đây chia sẻ, thấy mọi người giống như là cởi mở hết tất cả nỗi lòng của mình, có sao nói vậy á, mọi người rất thoải mái lên chia sẻ. Chia sẻ chuyện nhà, chuyện gia đình, chuyện này, chuyện kia ở trên các lớp học, thích lắm. Thì chúng ta không cần phải có vỏ bọc, không cần phải mặt nạ gì hết trơn á, lên là nói chuyện thôi. Thế thì môi trường này tại sao mà chúng ta lại lại sẵn sàng, chúng ta thoải mái lên giao lưu chia sẻ như vậy? Tại vì môi trường mà chúng ta được các thầy cô xây dựng là một môi trường có sự chân thật đấy các anh chị. Vậy thì để xây dựng một môi trường thành công ở trong tổ chức, ở trong gia đình, ở trong tổ chức, trong doanh nghiệp của chúng ta, thì đây cũng chính là những yếu tố để chúng ta sẽ xây dựng được một môi trường tốt. Mình định nghĩa một môi trường tốt là như thế nào? Thì môi trường tốt là môi trường có 9 yếu tố này. Môi trường mang lại sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ cho con người. Môi trường mang lại cho con người sự trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật thì được gọi là một môi trường tốt. Và các anh chị à, con người chính là sản phẩm của môi trường đó các anh chị. Con người chính là sản phẩm của môi trường. Mình muốn tạo ra một cái đội ngũ, những cái con người mà đồng hành cùng với chúng ta, mà những con người đó là những con người sao ạ, tâm huyết, những người nhân tài, thì trước tiên bản thân chúng ta cũng cần xây dựng một môi trường tốt. Môi trường tốt sẽ thu hút những nhân tài. Và trong suốt thời gian qua, Kim rất là biết ơn khi mà được đồng hành cùng với môi trường của WIT, cũng bắt đầu là từ những người học viên như các anh chị. Kiên bắt đầu học tập nội tâm cũng đâu đó từ những khóa K4, K5, K6. Thì từ 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 một người học viên tham gia được vào trong môi trường, được tham gia học tập các lớp học và cũng được cái sự chứa đựng từ các thầy cô. Thì từ 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 các anh chị, mình cũng có được những cái từng bước mình thấy rằng mình cũng có những cái sự chuyển hóa qua mỗi ngày. Thì cái cách rất đơn giản để chúng ta kiện toàn là nhân cách của mình, đó là thay vì chúng ta phải tư duy làm sao để mình làm được 9 cái này, thì Kiên phát hiện được ra rằng là khi mà Kiên nhúng mình vào trong môi trường thì từ từ 9 nhân cách này của mình được kiện toàn. Khi mà mình nhúng mình vào trong môi trường thì tự khắc những nhân cách này của mình được kiện toàn. Các anh chị hỏi là làm sao mình thống nhất được nhân cách đúng không? Các anh chị tự hỏi là làm sao để mình có thể kiện toàn nhân cách đúng không? Cả nhà. Thì Kiên thấy một trong số những cách đơn giản đó là chúng ta tham gia vào trong môi trường, nhúng mình vào trong môi trường, đồng hành với môi trường. Tại vì ấy, các anh chị, khi mà tham gia vào trong môi trường thì chúng ta được gặp rất nhiều những con người, mà môi trường con người ở nơi đây là những người, có người thì có sự vui vẻ, có người lại có cái hy vọng, có người lại có niềm tin, có người thì có trí tuệ rất cao, có người có sự trân trọng biết ơn, có các anh chị lại có sự yêu thương rất lớn, các thầy các cô có sự bao dung, rồi có rất nhiều những người có sự khiêm tốn và có người có sự chân thật. Thế là mình được sao ạ? Mình được ghi nhận những hình ảnh đó. Mình huân tập những hình ảnh đó vào mình. Mỗi một ngày mình gặp gỡ, được gặp gỡ các anh chị, nhìn thấy gương mặt của các anh chị, mà Kiên được nhìn thấy các anh chị cười tươi á, là Kiên biết được rằng ngày hôm nay Kiên đã kiện toàn được hơn nữa cái nhân cách vui vẻ của mình. Thông qua cái việc nhìn thấy các anh chị cười. Tại vì mình được lưu giữ trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức về con người mà. Nên từ ngày đó mình thích gặp con người, thích được gặp gỡ, và đặc biệt là con người học nội tâm. Tại vì con người học nội tâm có một cái nụ cười rất là đẹp. Các anh chị có biết được rằng ngày hôm nay các anh chị học đến buổi này là các anh chị đã cười rất đẹp không? Và các anh chị có biết là nụ cười của mình đã góp phần tạo nên nhân cách của người khác không ạ? Tại vì mình lưu giữ hình ảnh của mình trong tâm trí của người khác, thì vừa là định hình nhân cách của mình nhưng cũng vừa góp phần kiến tạo nhân cách của người khác. Các anh chị hàng ngày chúng ta nở nụ cười vui vẻ với con đó, thì trong mắt con, các anh chị sẽ là người có nhân cách vui vẻ. Nhưng chính thức các anh chị cũng gieo vào trong con hạt mầm để con cũng trở thành người có nhân cách vui vẻ trong tương lai. Hằng ngày chúng ta nói ra những ngôn từ mang lại hy vọng, niềm tin cho con, thì chính thức các anh chị trở thành một người có nhân cách hy vọng, nhân cách niềm tin trong mắt con. Nhưng cũng gieo chính cái nhân đó vào con để trong tương lai con cũng trở thành người như vậy.
cái sự yêu thương quan tâm của chúng ta dành cho con cái sự trân trọng biết ơn của chúng ta dành cho con, bước đầu sẽ giúp định hình nhân cách trân trọng biết ơn và yêu thương của chúng ta trong mắt con, nhưng chính thức chúng ta cũng gieo một cái hạt nhân tốt cho con để trong tương lai con cũng sẽ trở thành một người có nhân cách kiện toàn. Cái việc chúng ta tham gia vào trong cộng đồng, tham gia vào trong các lớp học offline, chúng ta được gặp gỡ những con người được học tri thức nội tâm, gọi là những người tuổi 20 các ní, được gặp các ní, thì chính thức chúng ta cũng kiện toàn nhân cách của mình. Đó là cái cách mà Kiên cảm giác, đó là cái cách vô cùng đơn giản. Và chúng ta cũng có một cái công thức để xây dựng môi trường thành công các anh chị. Chúng ta được các cao nhân chỉ điểm cái công thức để xây dựng môi trường thành công. Vô cùng đơn giản thôi. Vô cùng đơn giản các anh chị. Một người có nhân cách kiện toàn. Một người có nhân cách kiện toàn. Kiên vẽ hẳn người ra. Ha cả nhà. Một người có nhân cách kiện toàn. Thì gọi là một điểm. Hai người có nhân cách kiện toàn. Thì tạo thành một tuyến. Hai người có nhân cách kiện toàn thì tạo thành một tuyến. Đây thì được gọi là một điểm các anh chị. Hai người có nhân cách kiện toàn thì tạo thành một tuyến. Và ba người có nhân cách kiện toàn thì tạo thành một diện. Tạo thành một diện. Hay nói cách khác là chính thức tạo nên một môi trường thành công. Ba người có nhân cách kiện toàn thì tạo thành một diện. Thì chính thức tạo thành một môi trường thành công. Đây được gọi là môi trường thành công, hay gọi là môi trường tốt, môi trường tốt. Mình phải chú thích thêm ở đây là gì ạ? Người có nhân cách kiện toàn hay cả nhà? Nhân cách kiện toàn. Đây cũng nhân cách kiện toàn. Ở đây cũng là một người có nhân cách kiện toàn. Hoặc ba người này, nếu mà ba người này mà có nhân cách kiện toàn thì quá mừng. Nhưng mà nếu mà ba người này, mỗi một người, mỗi một cá nhân chưa kiện toàn nhân cách, nhưng mà cả ba người này gom lại mà hội tụ được cả đủ các 9 yếu tố của nhân cách kiện toàn thì vẫn tạo thành được một môi trường tốt. Và ba người này đi đến đâu, ba người này đi đến đâu là ảnh hưởng con người ở nơi đó. Bất kỳ ai bước vô đây, bước vào diện này là sẽ bị ảnh hưởng. Hay nói cách khác là được ảnh hưởng. Nói theo chiều hướng tích cực là được ảnh hưởng. Ảnh hưởng theo chiều hướng nào ạ? Thì người đó, ba người này cứ đi đến đâu là giúp cho môi trường ở nơi đó sẽ có sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật. Cứ ba người, một người là một điểm, hai người là một tuyến và ba người là tạo thành một diện, tạo nên một môi trường tốt, và cứ ba người này đi đến đâu thì sẽ ảnh hưởng nơi đó. Ba người mà tạo thành một môi trường có nhân cách kiện toàn, một môi trường thành công, một môi trường tốt có 9 yếu tố thì đi đến đâu là ảnh hưởng con người đến đó. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta học tập bản thân chúng ta trở thành người có nhân cách kiện toàn, rồi gia đình chúng ta có thêm người nữa, ví dụ như các anh chị có vợ có chồng thì chúng ta được hai người,
sau đó chúng ta có thêm người nữa như là ông bà hay là con của chúng ta mà có con lớn chẳng hạn, thì chính thức toàn bộ các em, các con, các cháu về sau là sao ạ? Bị ảnh hưởng. Mà mình dùng từ là được ảnh hưởng theo chiều hướng tốt đi cả nhà. Nên là có rất nhiều hiện thực. Khi mà Kiên tham gia cộng đồng thì Kiên thấy có rất nhiều hiện thực các anh chị, cả vợ cả chồng cùng học mentor, trở thành các chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Để làm gì ạ? Để kiện toàn nhân cách. Để từ đó tạo ra một môi trường tốt trong chính gia đình của mình. Và để ảnh hưởng đến thế hệ tương lai, các con, các cháu, và xây dựng một cái gia tộc, trường tồn. Thì đó là một cái công thức các anh chị. Đó là công thức đó các anh chị. Đơn giản. Vậy thì có một lần thầy nói như thế này, Kiên cũng rất là cảm động các anh chị. Bản thân khi mà thầy xây dựng tổ chức đào tạo WIT là cũng xây dựng một môi trường tốt. Và Kiên thấy được hiện thực rất rõ khi mà Kiên đến với tổ chức đào tạo WIT, được tham gia vào trong các lớp học, được tham gia vào trong các lộ trình của tổ chức đào tạo WIT. Thì Kiên thấy được rằng các thầy cô là những người có nhân cách kiện toàn. Và đúng là chỉ cần nhúng mình vào trong môi trường của WIT thì không có cái con đường nào khác là mình cũng sẽ trở nên kiện toàn nhân cách. Nhưng mà cái mà thầy khiến cho Kiên cảm động đó là thầy nói rằng các anh chị bước vô đây, các anh chị kiện toàn nhân cách, nhưng kỳ vọng rằng sau đó các anh chị bước ra, các anh chị có thể ngay trong chính gia đình của mình, hãy xây dựng môi trường tốt trong chính gia đình của mình. Trong tổ chức, trong doanh nghiệp của các anh chị thì ba người, có ba người tham gia học tập cùng nhau kiện toàn nhân cách, tối thiểu ba người thì sẽ là cái nhân sẽ xây dựng được một môi trường tốt. Và chính cái việc học tập của các anh chị ngày hôm nay, các anh chị hiện diện ở đây, thì các anh chị đang là nhân của môi trường tốt trong tương lai. Hoặc là các anh chị tham gia học tập, ví dụ có các anh chị học tập là các mentor, các master, thì sau này cũng đồng hành cùng với nhau, để tạo thành những môi trường tốt và đi đến các nơi để ảnh hưởng môi trường ở nơi đó. Và Kiên cũng rất là may mắn khi Kiên cũng là một trong số những người học trò cũng được thầy cho cơ hội cùng với các thầy cô khác, các thầy cô master, thì cũng đang ở trong những cái dự án để đến với các tổ chức, các doanh nghiệp để mang những tri thức của triết lý giáo dục tận gốc để lan tỏa vào trong doanh nghiệp, để ứng dụng vào trong kinh doanh. Cứ từ ba người, cứ ba người là mình xây dựng được một môi trường tốt. Ba người có nhân cách kiện toàn là xây dựng được một môi trường tốt. Và cứ ai bước vô đây, ai bước vô đây là sao ạ? Sẽ chuyển hóa. Ai bước vô môi trường này là sẽ chuyển hóa. Được không ạ? Vậy thì một cách rất là đơn giản để chúng ta thắp sáng lên ngọn đèn nhân cách, làm giàu được nhân cách. Dạ, hiện tại thì Kiên đang ở khu vực Hà Nội các anh chị. Thì một cách rất đơn giản để chúng ta kiện toàn nhân cách, chúng ta quay trở lại với câu chuyện kiện toàn nhân cách, thì một trong số những học phần rất quan trọng mà chúng ta cần nắm vững đó là học phần nhận thức đủ đầy về con người chúng ta sẽ được nhận tới đây. Hoặc là các anh chị đặt ý chúng ta sẽ học, được học cái lộ trình này bằng cách này hay cách khác, được không ạ? Lộ trình nâng tầm nhận thức về con người, lộ trình nhận thức đủ đầy về con người, học phần nhận thức đủ đầy về con người. Đó là một phần rất quan trọng để chúng ta có những trạng thái nhận thức và trạng thái cảm xúc về con người để chúng ta có thể kiện toàn nhân cách của mình. Đó là về phần thông tin, về phần khái niệm mà chúng ta cần có. Và tiếp theo là chúng ta nhúng mình vào trong môi trường. Các lớp học các anh chị tham gia vào trong các lớp học, rồi thuận duyên các anh chị giao lưu kết nối với những con người nơi đây. Trong bối cảnh của lớp học các anh chị lên, các anh chị giao lưu. Và các anh chị bắt đầu huân tập những hình ảnh về những con người có 9 yếu tố này. Thì để chúng ta từ từ chúng ta kiện toàn nhân cách của mình. Dạ. Đó là cái cách để chúng ta làm giàu nhân cách. Nhưng ngày hôm nay và ngày mai, đây chính là cách để chúng ta làm giàu nhân cách thuộc định nghĩa từ nay đến tối mai. Cái cách đơn giản nhất để chúng ta bắt đầu từng bước làm giàu nhân cách đó là gì ạ? Giúp Kiên thuộc định nghĩa. Và tối mai chúng ta có hẹn nha cả nhà.
chúng ta có chút xíu thử thách với nhau. Đọc một hơi hết định nghĩa người giàu nhân cách, đọc hai, đọc một hơi mà được 2 lần, đọc một hơi mà được 3 lần, thì hẹn các anh chị vào bài học tâm đắc ngộ ra buổi tối ngày mai. Cách nào thuộc lòng ấy ạ? Ồ, mình đọc nhiều là các anh chị thuộc à? Các anh chị cứ đọc đi, đọc to. Một cái cách để mà chúng ta thuộc rất đơn giản là đọc lớn 200%, đọc gấp đôi cái âm lượng bình thường á. Ví dụ âm lượng bình thường là mình đọc là người giàu nhân cách, hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn. Ví dụ như thế thì mình đọc lớn lên người giàu nhân cách, hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn, thì mình đọc lớn lên gấp đôi. Thì mình đọc nhiều lần như vậy, tự nhiên mình sẽ vô à? Được không ạ? Mình hẹn gặp nhau vào ngày mai nha cả nhà. Biết ơn các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai.